vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 46. Mấu chốt thắng bại cuối cùng vẫn là chiến Long Đảo. Trạm Mục Tư thấy rõ tình thế trên sân, khuôn mặt toát ra ý cười, đây ngược lại cũng là một chuyện tốt, nói rõ địa vị chiến lược của chiến Long Đảo trong giới võ giả. Khi Lữ Chính Phương lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Trạm Mục Tư vui mừng muốn nhảy lên. Đại cục đã định, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu lần công kích. Trạm Mục Tư hừ lạnh, lại là vài khối gạch đá xanh bị thân thể Lữ Chính Phương đập vỡ nát, lông mày Trạm Lôi Đình lại nhíu lại, nhìn chằm chằm Lữ Chính Phương, thần sắc thoáng có vẻ có chút âm trầm, đây quả thực chính là một tiểu cường đánh không chết. Trạm Lôi Đình hận không thể bám Lữ Chính Phương thành tám mảnh, nhưng võ giả tầm thường, ngay cả một kích trọng xích của hắn cũng không chịu nổi, khả năng chịu áp lực cũng thật sự quá cường đại. Mỗi một lần Trạm Lôi Đình cảm giác Lữ Chính Phương không có khả năng ngăn cản được nữa, hắn lại đứng lên. Giờ phút này Lữ Chính Phương nhìn qua mắt bầm dập, thần sắc lại không che giấu được một tia mừng rỡ, hắn lại còn vui vẻ. Trong nội tâm Trạm Lôi Đình vô số con ngựa phát thảo đang chạy như điên, tay cầm trọng xích, ánh mắt lộ vẻ tức giận, lại một lần nữa chèn ép mà lên. Lữ sư thúc hôm nay thật sự bị đánh đến vui rồi. Mạc Vô Ưu mở miệng. Trương Vận Quốc, điều này nghe có vẻ kỳ lạ. Tuy rằng thoạt nhìn, Lữ sư thúc rất vui vẻ. Đám võ giả vây xem xung quanh cũng dần dần nhận ra chỗ không thích hợp. Lữ Chính Phương nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng mỗi một lần hắn bị đánh bay, đều hoàn mỹ tránh được chỗ yếu, trọng xích nện ở những nơi khác trên thân thể, đều chịu đựng được. Đây, không ít võ giả hai mắt nhìn nhau. Trạm Lôi Đình không làm gì được người này. Suy nghĩ này nổi lên trong đầu rất nhiều võ giả. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước mắt quả thật là như thế. Lôi Đình hộ pháp, lúc này, Trạm Hải kiềm chế không được, khẽ quát một tiếng, một con dao găm sắc bén bay ra, bay về phía Trạm Lôi Đình. Trạm Lôi Đình lại một lần nữa đánh bay Lữ Chính Phương, nhận lấy dao gám, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú qua. Nếu đối phương có năng lực chống đánh, vậy biện pháp phá giải cũng rất đơn giản, dùng dao là được. Thực lực của Trạm Lôi Đình tuyệt đối áp đảo Lữ Chính Phương. Giờ phút này tay cầm dao gám bước lên. Lữ sư thúc cẩn thận, Mạc Vô Ưu theo bản năng hô to. Lữ Chính Phương ngẩng đầu lên, khuôn mặt khẽ biến, tức giận quát lên, ngươi không nói vô đức. Trạm Lôi Đình mắt lộ ra sát khí, dao gám trong tay giơ lên, mắt thấy muốn bổ về phía Lữ Chính Phương. Sắc mặt Trương Vận Quốc mãnh liệt biến đổi, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, tuy rằng không phải sư tôn của hắn, nhưng Lữ Chính Phương cũng là cường giả cửu huyền môn. Ánh mắt Sở Trần nhìn sang một bên, trong lúc tốc độ ánh sáng, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm kinh, tiếng sấm nổ tung, trong lúc ầm ầm đánh vào dao găm. Lực lượng ẩn chứa trong đó làm thần sắc Trạm Lôi Đình khẽ biến, bất chấp công kích Lữ Chính Phương, mà là nghiêng mặt nhìn về phía một người. Trong đội ngũ cửu huyền môn, một đạo thân ảnh thon dài đi ra, nhàn nhã bước đi, nhìn thoáng qua Lữ Chính Phương, người cũng bị đánh đến nghiện rồi sao, còn không trở về cảm ngộ thật tốt một chút. Vậy giao cho Thiên Bảo sư huynh. Lữ Chính Phương cười ha ha một tiếng, không chút do dự, lập tức trở về cửu huyền môn trận doanh. Bị đánh đến nghiện rồi, Trương Vận Quốc nhìn thoáng qua Lữ Chính Phương thật sâu, lập tức ánh mắt rơi vào trên bóng dáng vừa mới đi ra. Thiên Bảo đạo sĩ, cường giả phù mạch cửu huyền môn, là người thứ hai của phù mạch, thứ nhất là Sở Trần sư tôn, cường giả khí thức cảnh. Xèo, Trạm Lôi Đình buông tha công kích dao găm, trọng xích vô phong. Cường thế càn quét mà ra. Hắn không tin cửu huyền môn mỗi người đều có được năng lực chống đánh như vậy. Thủ pháp công kích của Thiên Bảo đạo sĩ quả thật không giống Lữ Chính Phương, thậm chí có thể nói là phương hướng hoàn toàn trái ngược. Lữ Chính Phương theo đuổi chính là thân thể tối cao, mà Thiên Bảo đạo sĩ trực tiếp tránh thân thể chính diện đối kháng. Bùa trong tay vung lên, trong phút chốc, bùa màu vàng đầy trời mang theo quy luật nào đó, mang theo ánh sáng điện, bùm bùm trùng kích Trạm Lôi Đình. Trạm Lôi Đình lấy trọng xích phá bùa. Trong một thời gian, không ít ngũ lôi phù đều bị Trạm Lôi Đình đánh nát. Thoạt nhìn, thủ đoạn của bùa tựa hồ đối với Trạm Lôi Đình hiệu quả không lớn. Trạm Mục Tư xa xa lập tức cười lạnh, thật sự cho rằng từ cửu huyền môn tùy tiện một người đi ra, đều có thể ngăn cản được công kích của đệ nhất tông sư. Ha ha, bùa, thoạt nhìn huyền kỳ, kỳ thực thủ đoạn vô bổ, nếu tấn công bất ngờ không chuẩn bị mà nói, quả thật có chút tác dụng. Nhưng cường giả chiến đấu thật sự, muốn dùng bùa đạt được thắng lợi, quả thực tự rước lay nhục. Khóe miệng Trạm Vô Địch cũng lạnh lùng nhếch lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trọng xích ngàn cân trong tay Trạm Lôi Đình lần nữa tới gần Thiên Bảo đạo sĩ. Trong ánh mắt cũng không che giấu miệt thị.
một Lữ Chính Phương đã làm cho hắn có phong độ của đứng đầu bảng tông sư, đối mặt với đối thủ thứ hai, Trạm Lôi Đình tuyệt đối không cho đối phương cơ hội thở dốc một hơi. Thiên Bảo đạo sĩ nhìn thoáng qua Sở Trần, trong tay xuất ra một tấm bùa. Đồng tử sỏ, Trần trong nháy mắt mở to đến cực điểm, đạp ngựa, bùa chấn hồn. Đây là cơn ác mộng của Sở Trần. 5 năm trước, chính là bởi vì trên đường xuống núi nghiên cứu bùa chấn hồn, Sở Trần mới bị song hồn ngũ phách vây khốn, mê mê hồ hồ trải qua 5 năm. Mà lúc trước tự tay giao bùa chấn hồn cho anh, chính là Thiên Bảo sư thúc. Ánh mắt Sở Trần gắt gao nhìn chăm chú vào Trạm Lôi Đình, anh muốn nhìn xem uy lực của bùa chấn hồn. Không có lôi quang hoa lệ, không có nổ tung rực rỡ, bùa chấn hồn trong nháy mắt chạm vào trọng xích trực tiếp vỡ vụn. Trạm Mục Tư khẩn cấp cười nhạo, đây là bùa hỏng sao? Chỉ có sắc mặt Trạm Lôi Đình trong nháy mắt đại biến, hắn cảm giác được vô số cây châm dài sắc bén trong nháy mắt đâm về phía linh hồn của hắn, làm hắn đau đầu muốn nứt ra, linh hồn cả người phảng phất gặp phải thế tấn công nặng nề, muốn bị chấn áp. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trọng xích trong tay Trạm Lôi Đình rơi xuống đất. Võ giả xung quanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, trong tay Thiên Bảo đạo sĩ đã xuất ra các loại bùa. Đều có thuộc tính công kích, liên hợp lại, vô số thế tấn công rơi vào trên người Trạm Lôi Đình. Ầm, thân hình Trạm Lôi Đình bay ngang ra ngoài, thoạt nhìn qua, giống như một đống bùa trực tiếp đánh bay Trạm Lôi Đình. Nụ cười trên khuôn mặt Trạm Mục Tư ngưng động lại, vô số võ giả trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau, nhao nhao giật mình phục hồi tinh thần lại, nhìn Thiên Bảo đạo sĩ. Thần sắc mang theo kinh hãi nồng đậm. Đứng đầu bảng tông sư, mạnh như Trạm Lôi Đình, lại không chịu nổi bùa của Cửu Huyền Môn. Mọi người nhao nhao kinh giác, thì ra, người cường đại nhất chuyến đi Cửu Huyền Môn này, vừa rồi vẫn không có xuất thủ. Không phải là cường giả khí tức cảnh chứ? Không, sẽ không phải khí tức cảnh, chỉ có thể nói, bùa công kích của hắn, quá mức khủng bố. Đây mới là cường giả Cửu Huyền Môn thật sự. Vô số người mang theo kính sợ nhìn Thiên Bảo đạo sĩ. Ngay cả Trạm Lôi Đình đứng đầu bảng tông sư cũng thất bại, kế tiếp, Đạt Ma Sơn cùng phái Bắc Đầu trước sau cũng bại. Bắc Đầu Thất Tinh trận bị phá, Mộ Dung Thừa Phong thân mang trọng thương, Thất Tinh kiếm trong tay ngã trên mặt đất. Áo cà sa của Không Động đại sư chỉ có tác dụng phòng ngự nhất định, cũng ngăn cản không được thế tấn công của Ngọc Tiêu của Chu Đại Tráng, thậm chí, cuối cùng, áo cà sa của Đạt Ma bị Chu Đại Tráng dùng Ngọc Tiêu đột nhiên nhấc lên. Từ trên người Không Động đại sư thoát xuống, sau đó, Không Động đại sư cũng không còn đường sống trở tay, bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, sau thất bại liên tiếp của ba cường giả, toàn bộ quảng trường, bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Trong nháy mắt, quảng trường trước Thanh Phong Điện, nghe được cả tiếng kim rơi. Từng đạo ánh mắt chết lặng nhìn một màn xảy ra trên quảng trường, Mộ Dung Thừa Phong tay cầm Thất Tình kiếm, mang theo Bắc Đầu Thất Tinh trận thất bại. Không Động đại sư mặc áo cà sa đã bị bại, Trạm Lôi Đình đứng đầu bảng tông sư cũng thất bại, Tam Tông, gặp phải quét ngang. Đây là kết cục mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cửu Huyền Môn lại cường đại đến mức này. Bắt đầu từ giờ khắc này, Cửu Huyền Môn không phải là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, mà là thiên hạ đệ nhất tông môn. Không ai phản đối, sau khi yên tĩnh. Trên quảng trường vang lên một trận hoan hô nhiệt liệt. Đệ tử Thanh Phong Quan Hận không thể dùng hết sức lực đi hò hét, kích động vô cùng. Đối với đệ tử Thanh Phong Quan mà nói, bọn họ hôm nay là hạnh phúc. Vốn tưởng rằng Thanh Phong Quan bị các đại môn phái do Tam Tông dẫn đầu chiếm đoạt, còn phải triển khai cái gọi là buổi học Tam Tôn Giáo, không cho đệ tử Thanh Phong Quan tới gần, nhưng thiếu chủ đến, tất cả đều không giống nhau. Buổi học Tam Tôn Giáo đã được thay thế bằng lớp học buổi sáng của thiếu chủ. Những người tham gia được hưởng lợi rất nhiều. Hiện giờ lại càng tận mắt chứng kiến một hồi đại chiến đỉnh phong rung động đến tâm can, bọn họ may mắn mình không phải là kẻ thù của thiếu chủ. Sư tôn thật lợi hại, ánh mắt Trương Vận Quốc nhìn Nhậm Bình Sinh đã không thể rời khỏi, đây chính là sức mạnh của thần tượng. Mục tiêu cuối cùng của Trương Vận Quốc chính là trở thành nhân vật tuyệt đỉnh như Nhậm Bình Sinh. Liễu Khai Hồng ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Trần, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch một cái. Bách Hoa Cung. Đứng đúng vị trí, còn phải cảm ơn sự quyết đoán của hai cô con gái mình. Nếu không, Liễu Khai Hồng hôm nay vẫn sẽ lựa chọn che mặt trợ giúp Sở Trần. Vừa rồi khi ta cùng cường giả Tam Tông đối chiến, hai con đều thấy rõ chưa? Liễu Khai Hồng nói, đây chính là phương thức sử dụng chính xác của tuyệt học Bách Hoa Cung. Chị không nhìn, em cũng không nhìn, ánh mắt Liễu Mạn Mạn và Liễu Thiên Thiên nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu thấy rõ ràng rồi.
Liễu Khai Hồng lòng rất an ủi. Cái gọi là chuyện vui cả thiên hạ, quả thực chính là chuyện cười. Lúc này, Chu Đại Tráng tay cầm tiêu ngọc, ánh mắt đảo qua võ giả các phái ở đây. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, trong lòng không đếm được sao. Võ giả các phái đều trầm mặc, nếu như một khối bánh ngọt rơi vào trong tay kẻ yếu thế, mỗi người đều muốn cướp. Thế nhưng, nếu miếng bánh ngọt này trong tay siêu cấp cường giả mà bọn họ không thể trêu chọc nổi, không ai dám đụng chạm đến. Bắt đầu từ giờ khắc này, giới võ giả đều tiếp nhận một sự thật, thiên cơ huyền trận có thể tạo ra động tiên, sẽ là độc quyền của cửu huyền môn. Đây đáng lẽ phải là thứ thuộc về chúng ta. Bên cạnh đám người, Triệu Trụ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Sở Trần xa xa, cả người không cách nào run rẩy nhẹ nhàng, không cam lòng, không cách nào tiếp nhận. Hắn thấy, hôm nay Sở Trần là phải chết, nhưng Sở Trần lại giơ tay lên, cho cả thế giới thấy thực lực thật sự của cửu huyền môn. Thiên hạ đệ nhất, nhưng đối với Triệu Trụ mà nói, tất cả những chuyện này, đều là thuộc về phái thiên cơ. Quay về đi, huyền minh trưởng lão phảng phất thoáng cái già nua rất nhiều, vô lực phất phất tay. Chúng ta cứ như vậy đi sao? Lâu Ngụy cũng không cam lòng. Huyền minh trưởng lão nhìn hắn, nếu không, người đi lên khiêu chiến Sở Trần một chút. Tôi không muốn, Lâu Ngụy không dám lên tiếng. Mọi người phái thiên cơ xám xịt rời đi. Bọn họ cũng lo lắng Sở Trần tìm bọn họ thu hận tính sổ, dù sao trận chiến đấu hôm nay, chính là bọn họ chủ đạo sau lưng khơi mài. Trạm Lôi Đình lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút cô đơn mờ mịt, hắn thậm chí ngay cả mình bại thế nào cũng không biết, đối phương một tấm bùa liền làm linh hồn hắn bị thương, đau đầu muốn nứt ra, mất đi đường phản kháng, sau đó bị đánh ngã. Nhưng thất bại đã là một thực tế không thể cứu vãn. Hắn bại rồi. Từ sau khi bước vào tông sư đỉnh phong chưa từng nếm qua chiến tích thất bại, bị cửu huyền môn chấm dứt. Ánh mắt Trạm Lôi Đình rơi vào trên người đạo sĩ Thiên Bảo, người này chính là mục tiêu tương lai của hắn. Trạm Lôi Đình tin, không bao lâu nữa, hắn có thể vượt qua đạo sĩ Thiên Bảo. Hắn mới 35 tuổi, tiềm lực rất lớn. Trạm Lôi Đình hít sâu một hơi, cất bước đi về phía thiết hàn xích màu đen rơi xuống đất. Nhưng mà, một đạo thân ảnh đi nhanh hơn so với hắn. Nhặt thiết hàn xích màu đen kia từ trên mặt đất lên. Quả thật nặng ngàn cân. Lữ Chính Phương cân nhắc trọng lượng của thiết hàn xích màu đen một chút, nắm trong tay, càng cảm giác được tiện tay. Đây là binh khí hắn vẫn luôn khổ tìm. Lữ Chính Phương nhìn Trạm Lôi Đình, trọng xích của ngươi thật không tệ, nhưng hiện tại, nó là của ta. Nghe vậy, khuôn mặt Trạm Lôi Đình trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lữ Chính Phương. Theo quan điểm của hắn, đây chỉ đơn giản là nhục nhã đối với hắn. Bại trận thì thôi, ngay cả binh khí cũng bị nộp. Lữ Chính Phương không để ý tới Trạm Lôi Đình, khiêng trọng xích lên vai, vui vẻ xoay người rời đi. Lồng ngực Trạm Lôi Đình phập phồng kịch liệt, hắn là thiên chi kiêu tử của Chiến Long Đảo, ngôi sao tương lai, cường giả tuyệt đỉnh, vua vùng biển tương lai, chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Rốt cục không thở nổi, Trạm Lôi Đình phun ra một ngụm máu tươi. Nguy rồi, sắc mặt Mộ Dung Thừa Phong bỗng nhiên biến đổi. Nhìn về phía thất tinh kiếm cũng ngã trên mặt đất. Đây chính là bảo vật trấn phái của phái Bắc Đẩu, ngày thường đặt ở chính điện cung phụng phái Bắc Đẩu, lần này bởi vì chuyện trọng đại nên mới đưa thất tinh kiếm ra. Mau lấy thất tinh kiếm đi, Mộ Dung Thừa Phong gấp gáp mở miệng, gần thất tinh kiếm nhất là Đặng Kiệt Hố, lập tức lao ra, mắt thấy sắp lấy được thất tinh kiếm, Mộ Dung Thừa Phong cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu lưu thất tinh kiếm lại cho Thanh Phong Quan, hắn trở về không có cách nào giải thích. Nhưng ngay khi tay Đặng Kiệt Hổ sắp chạm vào thất tinh kiếm lại tự mình động, đột nhiên bay lên, dưới ánh mắt đông đảo nhìn chăm chú, thất tinh kiếm bay lượn trên không trung, sau khi xẹt qua một đạo độ cong duyên dáng, rơi vào trong tay một người. Sở Trần, đây thật sự là một thanh bảo kiếm, lại còn tự động chọn chủ. Sở Trần thần sắc bất ngờ cầm thất tinh kiếm, nhìn thoáng qua xa xa, để cho đệ đệ của ngươi mang vỏ kiếm tới a. Vỏ kiếm cũng bay tới. Sắc mặt đám người Mộ Dung Thừa Phong tối sầm lại, ai không biết Sở Trần tinh thông thuật cách không khống chế vật. Đây rõ ràng là hắn đang đoạt kiếm, được tiện nghi còn khoe khoang. Sở Trần đặt bảo kiếm vào vỏ kiếm, người có thể cải tà quy chính, về sau liền đi theo ta đi. Mộ Dung Thừa Phong không ngừng hít sâu, hắn không thể thất thố, không thể hộc máu như Trạm Lôi Đình. Thất tinh kiếm bị cướp đi, phái Bắc Đẩu nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Mộ Dung Thừa Phong sờ sờ miệng mình một chút, không phải tôi. Không ít ánh mắt nhìn qua, không động đại sư hộc máu.
Áo cà sa Đạt Ma đã bị Chu Đại Tráng lấy đi, đồng thời một bên tự nhủ, rất đẹp, cầm về siêu tầm. Võ giả các phái trợn mắt há hốc mồm, Tam Tông không chỉ thất bại, còn lưu lại binh khí, để cửu huyền môn thu hoạch chiến lợi phẩm. Đây có phải là mất cả trì lẫn trải hay không? Giới võ giả sắp thay đổi rồi. Kỳ môn chi thuật, thật sự không bằng công phu chính thống của chúng ta sao? Mau rút đi, ngộ nhớ bị cửu huyền môn nhìn chúng trường thương của tôi liền phiền toái. Võ giả các phái cũng bất chấp thể diện của Tam Tông, một bên thảo luận, một bên nhanh chóng rút khỏi Thanh Phong Quan. Sợ đi chậm một bước, sẽ bị cửu huyền môn tiếp tục thu hoạch chiến lợi phẩm. Rất nhanh, Thanh Phong Quan náo nhiệt vắng vẻ hơn phân nửa. Đội ngũ Tam Tông dẫn theo không cam lòng rời đi. Quảng trường Thanh Phong Quy Na lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô nhảy nhót. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt liếc mắt nhìn một phương hướng xa xa. Anh biết có một người cũng đến. Chỉ có điều, biểu hiện cường thế của cửu huyền môn, khiến cô không cần phải hiện thân. Cũng không biết Liễu tỷ tỷ có thành công đột phá đến khí tức cảnh hay không. Sở Trần tự mình lẩm bẩm một chút, xa xa đạo khí tức kia biến mất, Liễu tỷ tỷ đi rồi. Sở Trần tay cầm thất tinh kiếm, đi tới trước mặt Mạc Vô Ưu, tiểu Vô Ưu, nhận kiếm. Mạc Vô Ưu tiếp nhận thất tinh kiếm, giật mình nhìn Sở Trần. Sở Trần cười tủm tỉm nói, ta tin, đợi một thời gian, cửu huyền môn sẽ xuất hiện một kiếm khách Vô Ưu oai phong trong giới võ giả. Mạc Vô Ưu nắm chặt thất tinh kiếm, vào giờ khắc này, con người dị thường kiên định. Ánh mắt Sở Trần lập tức nhìn về phía Trương Vận Quốc, Trương đạo trưởng, vất vả rồi. Trương Vận Quốc vội vàng lắc đầu, không, tôi nên làm. Khát vọng của Trương đạo trưởng là trở thành đệ tử cửu huyền môn, ta nghĩ, hôm nay cũng có thể là ngày Trương đạo trưởng thực hiện khát vọng. Sở Trần mỉm cười mở miệng, hôm nay nhiều sư thúc như vậy ở chỗ này, ánh mắt Trương Vận Quốc nhất thời mở to, nội tâm dâng trào kích động, không cách nào áp chế mà nín thở. Tiến vào cửu huyền môn là khát vọng cả đời của hắn, mà giờ khắc này, hắn cách khát vọng, vô cùng gần gũi. Trong tầm tay, Trương Vận Quốc theo bản năng liếc mắt nhìn Nhâm Bình Sinh một cái, nội tâm có chút khẩn trương, sắp trở thành đệ tử của thần tượng. Hắn đang nhìn ngươi, Nhâm Bình Sinh chọc Lữ Chính Phương bên cạnh một chút. Lữ Chính Phương nở nụ cười, ánh mắt nhìn Trương Vận Quốc cũng cực kỳ tán thưởng, người ở trước sơn môn tự làm hại mình tu luyện ta cũng nghe nói, nghị lực đáng khen, quả thật phù hợp với tinh thần của mạch, son, của chúng ta, tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng cửu huyền môn không thiếu người có tài nhưng thành đạt muộn, trở về rèn luyện nhiều hơn. Trương Vận Quốc trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng. Trương sư đệ, còn không mau bái sư, một người đàn ông có thể hình thể mạnh mẽ thiện chí nhắc nhở. Miễn miễn, lễ chính thức bái sư trở về rồi nói sau. Lữ Chính Phương khoát tay áo, lập tức, vài sư huynh của cửu huyền môn, sơn, mạch nhiệt tình đi lên, cơ hồ là đỡ Trương Vận Quốc đi tới một bên, tình cảm nói, Trương sư đệ, chào mừng đến mạch, sơn, của cửu huyền môn. Khát vọng của Trương Vận Quốc đã trở thành sự thật. Nhưng giờ này khắc này, cả người Trương Vận Quốc cũng là trạng thái ngây ngốc. Mọi người cũng không thèm để ý, chỉ coi Trương Vận Quốc là quá mức cao hứng. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là mình, liều mạng hơn nửa đời không có cách nào tiến vào cửu huyền môn, đột nhiên có được một cơ duyên, đương nhiên là cao hứng muốn điên. Sở Trần sửng sốt một chút, chợt cũng vui vẻ, anh đương nhiên biết trong lòng Trương đạo trường là Nhâm Bình Sinh, nhưng, lúc này, Sở Trần cũng không có nói thẳng, cửu huyền môn sẽ không ép buộc Trương đạo trưởng làm cái gì, sau khi trở về, chỉ cần Trương đạo trưởng nói rõ ràng, đương nhiên sẽ trở thành đồ đệ của Nhâm Bình Sinh. Nhưng mà, Sở Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi Trương đạo trưởng trở về, vẫn không dám nói, yếu đuối, sợ hãi, bất lực, các vị tiền bối, Thanh Phong Quan đã chuẩn bị rượu và thức ăn, mời các vị rời bước đến phòng án, vừa uống rượu vừa trò chuyện thoải mái. Thanh Phong đạo trưởng đi tới. Không sai, Tiểu Trần, chúng ta đã lâu không uống rượu rồi. Lữ Chính Phương hùng hổ nhìn Sở Trần, ở trước mặt người mình, Lữ Chính Phương không có gọi sỏ, Trần là, thiếu chủ, mấy người bọn họ đều là trưởng bối nhìn Sở Trần lớn lên. Theo bọn họ thấy, bọn họ có thể khi dễ Sở Trần, nhưng người khác dám động một sợi tóc Sở Trần, bọn họ sẽ cùng người khác liều mạng. Sở Trần không cam lòng yếu thế, thả ngựa qua đây. Trận chiến đã kết thúc. Kết cục ngoài dữ liệu của mọi người, cửu huyền môn đánh một trận phong thần. Ba cha con Liễu Khai Hồng cũng ỏ, lại, bọn họ ở thời khắc mấu chốt đứng lên, khiến các cường giả cửu huyền môn rất cảm động. Lúc uống đến lúc cao hứng, Chu Đại Tráng càng khoác lên vai Liễu Khai Hồng, sau này Bách Hoa Cung chính là môn phái huynh đệ của cửu huyền môn,
ai dám động Bách Hoa Cung, chính là làm khó dễ Cửu Huyền Môn. Trên tiệc rượu, thanh âm nhiệt liệt, ánh mắt Sở Trần lơ đãng liếc mắt một cái, lại nhìn thấy bàn Trương đạo trưởng kia, Trương đạo trưởng hào khí cầm chén cùng đám đại hán cùng bàn uống nước. Một cánh cửa thế giới mới đang chậm rãi mở ra về phía Trương đạo trưởng. Ngay khi nhà ăn Thanh Phong Quan đang náo nhiệt, võ giả các phái xuống núi trong nháy mắt truyền tin tức Cửu Huyền Môn cường thế phủ xuống Thanh Phong Quan ra ngoài, dẫn đến toàn bộ giới võ giả chấn động. Dưới chân núi, đội đột kích tổ chín cục đặc chiến cùng với thành viên tổ điều tra chín cũng đều rời đi trước tiên. Chiến đấu đã chấm dứt, kết quả khiến tất cả bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Khó trách Sở đội bình tĩnh như vậy. Tiếu Phong cười cười, Giang Ánh Đào quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng Thanh Phong Quan. Trên đường trở về, Giang Ánh Đào bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Xảy ra án mạng rồi. Giang Ánh Đào đưa ra một phương hướng, Vân là người trong giới võ giả, cảnh sát bình thường không xử lý được vụ án. Các thành viên của tổ điều tra số 9 phụ trách lái xe lập tức chạy tới. Ngoại ô Thiền Thành, dưới chân núi, cảnh sát đã kéo hàng rào. Đoàn người Giang Ánh Đào đi tới xuất trình giấy tờ, tiếp quản hiện trường. Thanh Phong Quan bên kia vừa mới kết thúc chiến đấu không lâu, nơi này đã xảy ra án mạng, không phải là người từ Thanh Phong Quan xuống chứ. Tư Đồ Tĩnh thốt lên, mấy người đi qua, một lát sau, thần sắc đều đồng thời toát ra chấn động. Hai mặt nhìn nhau, không dám tin, lập tức thông báo cho Sở đội đi. Tiểu Phong nhìn Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào không chút do dự, lập tức nhận điện thoại của Sở Trần. Sở Trần còn đang ở Thanh Phong Quan, tiệc rượu đã kết thúc, Sở Trần đang truyền thụ một môn kiếm thuật cho Mạc Vô Ưu. Có thể nhìn ra được Sở Trần sủng ái Tiểu Vô Ưu. Điện thoại vang lên, chị Đào, Sở Trần nghe máy, một nhóm chiến long đảo có 37 người, toàn bộ đều bị giết. Thanh âm của Giang Ánh Đào vô cùng nghiêm trọng mở miệng đồng tử sỏ, Trần khẽ co rụt lại chiến long đảo. Bao gồm Trạm Lôi Đình, vậy tôi không biết, tôi nhận ra trong đó có 3 người chính là trục lãng tam tiên của chiến long đảo. Giang Ánh Đào trả lời, cô hiện tại đang ở đâu? Sở Trần lập tức hỏi. Sau khi Giang Ánh Đào báo vị trí, Sở Trần cúp điện thoại. Sở Trần ca ca, làm sao vậy? Mạc Phụ Yêu hỏi, võ giả chiến long đảo bị giết rồi. Sở Trần trầm giọng mở miệng, lông mày khẽ nhíu. Tạm thời không nói Trạm Lôi Đình có đi theo đội ngũ hay không, nhưng trục lãng tam tiên liên thủ, người muốn giết bọn họ, ít nhất cần tông sư đỉnh phong. Còn ai có thể giết được người của chiến long đảo? Mạc Phụ Yêu thốt ra, nếu như dựa theo logic này mà nói, Cửu Huyền Môn chính là nghi phạm lớn nhất. Có người muốn thông qua săn giết võ giả chiến long đảo, giá họa cho Cửu Huyền Môn. Trong đầu Sở Trần nhanh chóng lóe ra một suy nghĩ như vậy. Nhưng dụng ý của đối phương là gì? Mang theo rất nhiều nghi hoặc, Sở Trần chạy tới hiện trường, đi cùng Sở Trần còn có Chu Đại Tráng phong độ nhẹ nhàng cùng với Nhâm Bình Sinh sư thúc cầm la bàn trong tay. Sở đội, Tiếu Phong dẫn Sở Trần đi về phía trước. Sở Trần lưu ý tình huống xung quanh một chút. Một khu rừng nhỏ dưới chân núi, dấu vết đánh nhau trong rừng không tính là lớn, điều đó có nghĩa là, đội ngũ chiến long đảo trong thời gian ngắn bị đánh chết nhanh chóng, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Giới võ giả khi nào có một cỗ sức mạnh như vậy, có thể im hơi lặng tiếng diệt sát đội ngũ chiến long đảo. Sở Trần nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, khi nhìn thấy một người trong đỏ, Sở Trần cảm giác trong lòng đột nhiên run lên. Trạm Lôi Đình, người đứng đầu bảng tổng sư. Lại bị một mũi tên đóng đinh chết trên thân cây. Trong nháy mắt này, Sở Trần có loại cảm giác da đầu tê dại. Phải biết rằng, Trạm Lôi Đình tuy rằng bại ở trong tay Thiên Bảo đạo sĩ, Thiết Hàn Xích màu đen cũng để lại Thanh Phong Quan, thực lực giảm bớt nhất định, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là người đứng đầu bảng tông sư, cường giả tông sư đỉnh phong, lại bị một mũi tên bắn xuyên qua như vậy. Người xuống tay, chẳng lẽ là khí tức cảnh? Đồng tử sỏ, Trần ngưng động. Toàn bộ khí tức cảnh của giới võ giả đều tập trung ở tứ đại tông phái, hơn nữa đều biến mất ở nước ngoài, đây là khí tức cảnh từ nơi nào xuất hiện? Có lẽ là một võ giả tông sư đỉnh phong luyện thuật bắn cung đến đỉnh cao. Chu Đại Tráng sau khi kiểm tra vết thương của những người còn lại, cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đều là chết dưới mũi tên nhọn, chiến long đảo, là bị một người diệt đội. Sở Trần trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, phái Bác Đầu và Đạt Ma Sơn đâu? Tôi đã kiểm tra rồi. Giang Ánh Đào nói, hai đội ngũ đều đã rời khỏi Thiền Thành, chặng đường về mỗi người, trước mắt cũng không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Tôi cũng thông qua một vài kênh thông báo chuyện chiến long đảo gặp phải cho bọn họ, để cho bọn họ đều cẩn thận. Là hung thủ không thể lập tức ra tay đồng loạt,
hay là mục tiêu chỉ có một mình Chiến Long Đảo? Vì sao phải lựa chọn vào lúc này giết hại đội ngũ Chiến Long Đảo? Là giá họa, hay là trả thù, hoặc là lập uy các nguyên nhân, Sở Trần trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng loại tình huống trước mắt này, rõ ràng tìm không được đáp án. Chị Đào, huy động tất cả lực lượng, thu thập tư liệu của mỗi đệ tử Chiến Long Đảo nơi này. Sở Trần mở miệng, mọi người vất vả rồi. Không thể nghi ngờ, vụ án này, cho dù Sở Trần không hạ mệnh lệnh này, Cục Đặc Chiến cũng sẽ giao cho Sở Trần điều tra. Bởi vì trong đó liên quan đến phân tranh giữa giới võ giả, mà thân phận Sở Trần là thiếu chủ Cửu Huyền Môn. Tiểu Trần, mấy người chúng ta vẫn là không trở về. Nhâm Bình Sinh trầm giọng nói, ta có dự cảm, mục tiêu của hung thủ, không chỉ là Chiến Long Đảo. Đồng Tử Sỏ, Trần hơi co rụt lại. Nhâm Bình Sinh cả đời tìm hiểu thuật bói toán, dự cảm của hắn so với giác quan thứ 6 của phụ nữ còn chuẩn hơn. Lúc này, Nhâm Bình Sinh cũng bày la bàn trên mặt đất, rút một giọt máu trên người Trạm Lôi Đình, nhỏ xuống la bàn. Sau một phen thao tác, Nhâm Bình Sinh lệnh la bàn trên mặt đất xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng, la bàn chỉ về một hướng trong đó, trên la bàn còn có không ít ký hiệu, nhìn qua rườm rà khó hiểu. Hung thủ đến từ nước ngoài, Nhâm Bình Sinh giật mình, từ quẻ cho thấy, hung thủ sát hại Trạm Lôi Đình đến từ nước ngoài, nhưng Trạm Lôi Đình cũng là đến từ nước ngoài. Không phải là Chiến Long Đảo xảy ra tranh chấp nội bộ chứ? Chu Đại Tráng thốt lên, giả thiết Chiến Long Đảo tranh chấp nội bộ, nhưng bên trong Chiến Long Đảo, ngoại trừ khí tức cảnh, ai có thể giết được Trạm Lôi Đình? Nhâm Bình Sinh lắc đầu, theo ta được biết, Chiến Long Đảo cũng không có tiễn thuật cao thâm như vậy, hoặc là nói, ta chưa từng nghe nói qua giới võ giả ai có tiễn thuật đáng sợ như vậy. Nước ngoài, chỉ có một thế lực Chiến Long Đảo sao? Sở Trần hỏi. Nhâm Bình Sinh và Chu Đại Tráng liếc nhau một cái. Đó cũng không phải, Chu Đại Tráng nói, kỳ thật, phạm vi địa thế vùng biển vô cùng phức tạp, cũng tồn tại đủ loại thể lực, hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ so với chúng ta càng thêm ác liệt, vì thích ứng hoàn cảnh, bảo trì sức cạnh tranh, thực lực tổng hợp của thế lực vùng biển thậm chí còn mạnh hơn đất liền, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Chiến Long Đảo thân là thế lực đệ nhất vùng biển, bọn họ vẫn rất xem thường phái Bắc Đẩu cùng Đạt Ma Sơn. Đương nhiên, bao gồm Cửu Huyền Môn chúng ta. Sở Trần bước đầu lập ra một giả thiết, trong thế lực vùng biển có dị quân nổi lên, hơn nữa còn có thủ với Chiến Long Đảo, thừa dịp khí tức Chiến Long Đảo biến mất, phái ra cường giả, săn giết đội ngũ Chiến Long Đảo của Trạm Lôi Đình. Không thể nghi ngờ, cái chết của đám người Trạm Lôi Đình trực tiếp khiến thực lực của Chiến Long Đảo gặp phải trọng thương. Chúng ta phải có một sự chuẩn bị tâm lý. Nhâm Bình Sinh bỗng nhiên nói, Cửu Huyền Môn chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Sở Trần hiểu được ý tứ của Nhâm Bình Sinh, mặc kệ đối phương có phải trả thù hay không, hành động này đã dẫn mũi nhọn về phía Cửu Huyền Môn. Cái chết của đoàn người Chiến Long Đảo, theo các phái trong giới võ giả, hiểm nghi lớn nhất chính là Cửu Huyền Môn. Nhất là, hôm nay Cửu Huyền Môn cùng Chiến Long Đảo có mâu thuẫn trực tiếp. Lấy sức mạnh cường thế mà Cửu Huyền Môn bày ra, một vài người có tâm trong giới võ giả, chỉ sợ sẽ thừa dịp cơ hội này làm lớn chuyện. Trở về Thanh Phong Quan trước, Sở Trần mở miệng, đoàn người vừa định rời đi, Sở Trần đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn thi thể ngã xuống xung quanh. Có người không ở đây, hơn nữa còn là người trong đoàn người Chiến Long Đảo, Sở Trần ấn tượng sâu sắc nhất. Trạm Mục Tư, Sở Trần lại nhìn kỹ một lần nữa, hiện trường không có thi thể Trạm Mục Tư. Trạm Mục Tư không có ở đây, đội ngũ phái Bắc Đẩu còn có người sống sót. Sở Trần mở miệng, nói tình huống đại khái về Trạm Mục Tư cho Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào bày tỏ trước tiên sẽ điều động giám sát từng giao lộ ở gần, vừa có tin tức, lập tức thông báo cho Sở Trần. Nhiệm vụ điều tra của Cục Đặc Chiến được triển khai khẩn trương. Màn đêm buông xuống, trong xe chạy nhanh tốc độ cao, thần sắc Mộ Dung Thừa Phong ngưng trọng vô cùng. Tin tức đoàn người Chiến Long Đảo bị sát hại truyền đến, chợt giống như một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu bọn họ, khiến bọn họ khó có thể bình tĩnh lại. Phải biết rằng, Chiến Long Đảo chết đi, là một cường giả tông sư đình phong cùng với mấy vị tông sư giai đoạn sau, nếu như tai nạn cũng giáng xuống phái Bắc Đẩu, Mộ Dung Thừa Phong tự hỏi, hắn cũng không cách nào dẫn dắt phái Bắc Đẩu đột phá vòng vây. Ngoại trừ lần đầu tiên chạy trốn khỏi Thiền Thành, trở về phái Bắc Đẩu, không còn lựa chọn nào khác. Còn một tiếng, là có thể trở lại tông môn. Đặng Kiệt Hồ cũng cáng thẳng thần kinh, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, mà nhận được tin tức là, đội ngũ Chiến Long Đảo, tất cả đều chết dưới tiễn thuật thần bí.
Trong đầu Đặng Kiệt Hổ chưa từng ảo tưởng ra hình ảnh một mũi tên nhọn xuyên qua cửa sổ xe bắn vào. Giới võ giả, sắp thay đổi. Thần sắc Cao Trấn Long ngưng trọng đến cực điểm. Sau khi chúng ta trở về, trước tiên phải mở đại trận hộ sơn ra, sau đó triệu tập đệ tử phái bắt đầu ở bên ngoài trở về, lúc cần thiết, chỉ sợ còn phải kinh động lão tổ. Kinh động lão tổ, đồng tử Mộ Dung Thừa Phong khẽ co rụt lại, nếu không phải tông môn đến thời điểm sinh tử tồn vong, lão tổ không thể xuất hiện. Phái Bắc Đẩu là như thế, các tông phái như Đạt Ma Sơn cũng vậy. Võ giả cũng là người, không thoát khỏi tuần hoàn sinh lão bệnh tử, nhưng, võ giả thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, sẽ tương ứng kéo dài tuổi thọ. Một vài lão tổ đại tông phái, trên cơ bản đều là ở vào trạng thái bế quan, tìm kiếm khả năng cảnh giới cao hơn, từ đó đạt được thọ mệnh lâu dài hơn, nhưng mà, đại đa số, cuối cùng đều là thất bại, thậm chí có chút trực tiếp ở bế quan chết già. Thế hệ sau của tông phái cũng không biết. Cửu huyền môn thật sự quá độc ác. Đặng Kiệt Hổ oán hận nói, bọn họ đã nổi bật ở Thanh Phong Quan, lại còn không chịu bỏ qua, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ cho rằng làm như vậy, có thể xưng bá giới võ giả, lệnh võ giả làm nô sao. Ai nói cho ngươi biết, đây là cửu huyền môn làm. Mộ Dung Thừa Phong hỏi. Đặng Kiệt Hổ hít sâu một hơi, ngoại trừ cửu huyền môn, ai còn có thực lực như vậy. Đồng tử Mộ Dung Thừa Phong khẽ co rụt lại, nhưng tin tức này, là cửu huyền môn thông qua cục đặc chiến truyền cho chúng ta. Nói không chừng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cao Trấn Long nghiến răng nghiến lợi, cửu huyền môn chính là cố ý thông qua cách này, muốn che đậy, kỳ thực chính là giết đội ngũ chiến long đảo lập uy. Từ giờ trở đi, giới võ giả, ai còn dám trêu chọc cửu huyền môn? Cửu huyền môn cũng không phải vô địch, nếu lão tổ xuống núi, Đặng Kiệt Hổ thốt ra. Trừ phi có chứng cứ xác thực chứng minh võ giả cửu huyền môn tàn sát, nếu không, không thể kinh động lão tổ. Mộ Dung Thừa Phong trực tiếp lắc đầu, không chỉ có chúng ta, Đạt Ma Sơn cũng vậy, theo ta được biết, Đạt Ma Sơn có một vị Bồ Tát, nếu còn sống, có chừng 150 tuổi rồi. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã chạy về phía đường núi. Rất nhanh liền tiến vào phạm vi tông môn của phái Bắc Đẩu. Lòng của mọi người rốt cục cũng buông xuống. Dù sao, chúng ta đã trở về an toàn. Mộ Dung Thừa Phong hiện tại bắt đầu lo lắng chính là, mất thất tinh kiếm, đợi lát nữa sẽ giải thích với đám người bảo thủ của tông môn như thế nào. Đối thoại và lo lắng tương tự lên men giữa các môn phái trong giới võ giả. Không ngoài dự đoán, mũi nhọn dần dần chỉ về phía cửu huyền môn. Trong vòng 2-3 ngày kế tiếp, thỉnh thoảng lại có tin tức truyền ra, chỉ trích cửu huyền môn, tàn sát võ giả chiến long đảo. Đối với việc này, cửu huyền môn cũng không có công khai đáp lại. Đội ngũ cửu huyền môn trợ giúp ngày thứ hai sau khi chiến đấu chấm dứt liền rời khỏi thiện thành, trở về tông môn. Mạc Vô Ưu tuy rằng rất không nỡ, nhưng vẫn đi theo đội ngũ trở về. Trước khi đi, cô ở trước mặt Sở Trần bảo đảm, cô nhất định sẽ chăm chỉ luyện kiếm, không phụ thất tinh kiếm Sở Trần đưa cho cô. Thiên Bảo đạo sĩ và Chu Đại Tráng ở lại, phụ trách bảo vệ Sở Trần chu toàn, trước khi không điều tra rõ hung thủ. Bọn họ không yên tâm an nguy của Sở Trần. Dẫn đội trở về chính là Lữ Chính Phương, đương nhiên, Trương đạo trưởng cũng bị mang theo cùng nhau trở về, mang theo tâm tình cực kỳ phức tạp, Trương đạo trưởng mở ra hành trình viên mộng. Hai ngày nay, ngoại trừ mỗi ngày liên lạc với Giang Ánh Đào, tìm hiểu tiến độ vụ án, Sở Trần vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề chính xác thì bỏ sót cái gì. Chính mình hình như bỏ quên cái gì. Kỳ quái, loại cảm giác này thật giống như là từ thành phố Riyadh trở về nước vậy, thân hình Sở Trần đột nhiên cứng ngắc một chút. Phong ca, lại quên Phong ca, Sở Trần cẩn thận hồi tưởng lại, sau khi chiến đấu chấm dứt, sau đó chính là tiệc rượu, toàn bộ quá trình, Giang Khúc Phong dường như không tham gia. Tiểu Phong, sao vậy? Thiên Bảo đạo sĩ đi tới, trong tay cầm một cái bùa. Sở Trần lập tức nhảy đến vị trí cửa phòng, Thiên Bảo sư thúc, người cầm bùa trấn hồn làm gì? Ngươi không muốn sớm nắm giữ được tinh túy của bùa trấn hồn sao? Thiên Bảo đạo sĩ cười tủm tỉm nói, ngươi ngẫm lại, ngay cả Trạm Lôi Đình loại cấp bậc tông sư này, cũng không cách nào chống đỡ được linh hồn trùng kích của bùa trấn hồn. Nghĩ là rất muốn, nhưng mà, ngươi có biết năm nám nay ta đã trải qua như thế nào không? Sở Trần vẫn rũ, cảnh giác, anh lo lắng mình sẽ bị Thiên Bảo sư thúc không cẩn thận lại hãm hại năm nám. Yên tâm đi, nếu như không phải sư tôn ngươi, năm nám trước ta cũng không dám cho người bùa trấn hồn lên đường. Thiên Bảo đạo sĩ vẫn như cũ duy trì tươi cười, lần này ta đến tự mình chỉ điểm ngươi, sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy rằng vẫn rất lo lắng, nhưng lại nhịn không được sự hấp dẫn của bùa trấn hồn.
Nếu như có thể chế tạo ra bùa trấn hồn, thực lực của anh trong nháy mắt có thể tăng lên một cấp độ. Có đôi khi, dưới tình huống cùng cảnh giới, thủ đoạn công kích nắm giữ càng nhiều, lại càng có thể chiếm cứ quyền chủ động. Có điều, bùa trấn hồn cũng không phải dễ dàng nắm giữ như vậy. Thiên Bảo đạo sĩ nói, ngay cả ta, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng không cách nào thành công chế tạo ra một tấm bùa trấn hồn. Nửa tháng một tờ, trên người Thiên Bảo sư thúc hẳn là cũng có không ít hàng tích chữ đi, Sở Trần liếc mắt nhìn Thiên Bảo đạo sĩ một cái, thầm nghĩ có nên nghĩ cách từ trên người Thiên Bảo sư thúc lấy vài tấm bùa trấn hồn, lại học một chút cách sử dụng bùa trấn hồn. Học cách sử dụng dễ dàng hơn nhiều so với học cách làm. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Thiên Bảo đạo nhân không tức giận nói, bùa trấn hồn trên người ta chỉ còn lại mấy tấm, sẽ không cho ngươi, muốn bùa trấn hồn, tự mình chế tạo. Bắt đầu từ hôm nay, buổi sáng luyện vẽ bùa, buổi chiều luyện âm luật, buổi tối tự do hoạt động. Sở Trần được an bài thỏa đáng. Buổi tối cũng là tu luyện, Sở Trần thầm lặng nói một câu. Hai vị sư thúc vất vả rồi. Sở Trần trả lời, ngươi cũng phải vất vả một chút. Thiên Bảo đạo sĩ nói, mỗi ngày nhớ đúng giờ làm mõ y thiên cơ huyền trận, buổi sáng Chu đại tráng ở bên trong, buổi chiều liền đến ta. Cũng may lữ sư thúc bọn họ đi rồi, Sở Trần chửi bới, nếu không, ngay cả thời gian buổi tối cũng không giữ lại cho anh. Về phần thiên cơ huyền trận, đối với người của mình, Sở Trần đương nhiên sẽ không keo kiệt, thậm chí, Sở Trần muốn nói cụ thể ảo diệu của thiên cơ huyền trận cho Thiên Bảo đạo sĩ, nhưng lại bị Thiên Bảo đạo sĩ cự tuyệt, dùng nguyên ván của hắn chính là, thiên cơ huyền trận rất quan trọng, Sở Trần vào lúc này không nên tiết lộ ảo diệu trong đó cho bất luận kẻ nào, tất cả, chờ chín sư phụ của anh trở về lại định đoạt. Cả buổi sáng, Sở Trần đều luyện tập phương pháp chế tác bùa trấn hồn, buổi chiều vừa đến, Chu đại tráng lập tức đến kế nhiệm. Đại tráng sư thúc, Sở Trần hô một tiếng. Chu đại tráng thần sắc trầm xuống, đừng gọi tên ta. Sở Trần vội vàng đổi giọng, Chu sư thúc. Khóe miệng Chu đại tráng nhẹ nhàng co rút, chợt chính xác mở miệng, gọi biệt danh của ta. Chu đại tráng, biệt danh là Tiêu quân tử, Tiêu trung quân tử, phong độ nhẹ nhàng. Đương nhiên, biệt hiệu này là Chu đại tráng tự đặt cho mình, chính là vì muốn người khác dần dần quên đi tên ban đầu của hắn. Thế nhưng, toàn bộ cửu huyền môn, đều không quên được đại tráng. Chu đại tráng là sư đệ của Nam Cung Quân, cũng là một người mạnh nhất trong công phu âm luật cửu huyền môn ngoại trừ Nam Cung Quân ra, công phu ngọc tiêu của hắn, đạt tới đỉnh cao. Đây cũng là một khía cạnh mà Chu đại tráng muốn tôi luyện Sở Trần, tăng cường thủ pháp tiến công của Sở Trần về phương diện âm luật. Bùa là có thể nhìn thấy, âm luật công kích là vô hình. Hai vị tông sư ở lại, là có mục đích triển khai một hồi huấn luyện đặc biệt đối với Sở Trần, để cho thực lực của thiếu chủ cửu huyền có thể trong thời gian ngắn tăng lên lần nữa. Đương nhiên, hai vị tông sư càng thêm vui vẻ chính là thời gian sau khi tan tầm tiến vào thiên cơ huyền trận tu luyện. Tiêu quân tử càng là nói thẳng, cửu huyền môn có được thiên cơ huyền trận, trong vòng một năm tới, lại thêm vài tên khí tức cảnh. Ba ngày đã trôi qua, Sở Trần không đợi tin tức mới nhất của Giang Ánh Đào, ngược lại chờ tới một tin vui. Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cẩn sắp kết hôn, thiệp cưới được gửi vào buổi sáng, buổi chiều người mang đến. Ninh Tử Mặc tự mình đưa thiệp cưới Sở Trần thiết yến chiêu đãi, hơn nữa chuẩn bị rượu ngon, Ninh Tử Mặc một cân sau đó, chân tình lộ ra, không ngừng cảm ơn Sở Trần, nói thẳng nếu như không có Sở Trần, hắn cùng Dương Tiểu Cẩn không đi tới ngày này, nói xong, Ninh Đại Thiếu gia liền uống quá nhiều. Đây là một cơn say hạnh phúc nhất của Ninh Tử Mặc. Tống Nhan tan làm trở về, vừa lúc nhìn thấy một màn Ninh Tử Mặc được khiêng lên xe, trợn mắt cứng lười. Khi nghe tin vui của Ninh Tử Mặc và Dương Thiếu Cắn, Tống Nhan cũng thay bọn họ cảm thấy vui. Thời gian là ngày 15 của tháng tới, cuối cùng bọn họ cũng đạt được thành quả xứng đáng. Tống Nhan từ đáy lòng vui mừng. Sở Trần nắm tay Tống Nhan, hai người liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ cười. Bọn họ có duyên phận đi đến ngày hôm nay, cũng không phải là dễ dàng. Nói cho em biết một tin tốt, Sở Trần mỉm cười nói, địa điểm lựa chọn dược phẩm Bắc Trần bên kinh thành đã định ra, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị công tác trang trí. Thật sao, Tống Nhan vui mừng, Bắc Trần tiến quân vào kinh thành, là một mục tiêu của Tống Nhan, nhưng chuyện xảy ra gần đây thật sự quá nhiều, cô cũng không có nhắc tới trước mặt Sở Trần. Trong khoảng thời gian này, Tống Nhan cũng từng ủy thác cho bạn bè ở kinh thành hỏi thám, nhưng vẫn không tìm được chỗ thích hợp. Không nghĩ tới, Sở Trần lại không một tiếng động an bài thỏa đáng tất cả. Hoàn toàn là sự thật. Sở Trần nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trước khi Tiếu Mặc kết hôn,
công ty mới của bác Trần cũng có thể trang trí xong. Có một người em họ nhàn rỗi, hiệu suất làm việc chính là cao. Tất cả đều là Sở Tiểu Ngư an bài. Theo Sở Tiểu Ngư, đây là lần đầu tiên Sở Trần dặn dò hắn làm việc, đương nhiên phải làm thỏa đáng. Trở lại biệt thự, Sở Trần lại liên lạc với Sở Tiểu Ngư, xác nhận vấn đề lựa chọn địa điểm chi nhánh kinh thành của bác Trần. Đầu dây bên kia, Sở Tiểu Ngư hưng phấn hỏi thám Sở Trần tình huống chi tiết về trận Thanh Phong Quan một trận, có thể thấy được, trận Thanh Phong Quan đã hoàn toàn truyền ra, đồng thời, cái chết của đội ngũ chiến Long Đảo cũng đang truyền điên cuồng, ngay cả Sở Tiểu Ngư cũng tò mò hỏi một câu trước khi cúp điện thoại. Chúng tôi cũng đang điều tra. Sở Trần trả lời, chuyện này rất có khả năng có liên quan đến thế lực võ giả nước ngoài. Trong cục đặc chiến cũng có ghi chép về thế lực võ giả nước ngoài, hiểu rõ nước ngoài trong miệng Sở Trần, không phải các quốc gia khác ngoài Trung Quốc, mà là sâu trong vùng biển thực sự, chiếm cứ thế lực võ giả vùng biển giữa các loại đảo. Sở Tiểu Ngư gật đầu, em hiểu rồi. Bên ngoài trời mưa to, trong phòng cũng là nước chảy. Sau khi Sở Trần đánh chuông thu binh, chân chuồng trên người, trực tiếp khoanh chân ngồi trên giường. Đôi mắt đẹp của Tống Nhan trên trán thấm đẫm mồ hôi nhìn thân hình đường cong hoàn mỹ này, lâm vào si mê, cô càng thêm mê luyến. Đồng thời, Tống Nhan cảm giác sức mạnh thân thể của mình liên tục tăng lên, tự nhiên vận chuyển đạo môn nhiếp sinh công. Sở Trần cũng đang vận dụng thuật thồ nạp của đạo môn nhiếp sinh công để tu luyện. Quả nhiên là buổi sáng đang tu luyện, buổi chiều đang tu luyện, buổi tối cũng đang tu luyện. Hơn nữa tinh thần thổ nạp thuật tùy thời tùy chỗ vận chuyển, Sở Trần cơ hồ một ngày 24 giờ đều tu luyện. Sau khi Tống Nhan ngủ say, Sở Trần nhìn thoáng qua điện thoại, Giang Ánh Đào vừa lúc gửi tới một tin nhắn. Bạch Thủy Trại nghi ngờ có bóng dáng Trạm Mục Tư xuất hiện qua. Giang Ánh Đào hỏi ý tứ của Sở Trần. Nói chuyện trực tiếp đi. Mặc dù đã gần 12 giờ đêm, nhưng tin tức về hành tung của Trạm Mục Tư không thể chậm trễ. Chuyện liên quan đến chân tướng đội ngũ chiến Long Đảo bị giết. Hẹn địa điểm gặp mặt, Sở Trần đi ra khỏi Tống gia, trong lúc bất chợt có chút nhớ người công cụ Tống Thu kia. Đội mưa chặn một chiếc taxi, nhanh chóng đi vào màn mưa. Nửa giờ sau, ở một ngã tư đường cao tốc, Sở Trần xuống xe, Giang Ánh Đào cũng đến, lái xe là Tư Đồ Tĩnh. Sở đội, anh lại không biết lái xe. Tư Đồ Tĩnh giống như phát hiện ra đại lục mới khẽ hô. Phải biết rằng, Sở đội trong mắt các cô, văn võ song toàn, vua toàn năng không hơn không kém. Sở Trần mặt không đổi sắc, uống rượu không lái xe. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngày mai liền đàng ký thi bằng lái xe. Chiếc xe đi vào cao tốc, Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, người phụ nữ toàn thân tản ra vẻ nguy hiểm, một thân váy đen, ở trong hoàn cảnh hơi u ám, da thịt trắng như tuyết làm nổi bật vẻ đẹp mê hoặc. Giang Ánh Đào quen thuộc mở sổ ghi chép ra, tìm được mấy tấm ảnh, tới gần Sở Trần, anh xem. Bước đầu tiên là hôm nay có du khách chụp ảnh ở Bạch Thủy Trại không cẩn thận chụp được một bóng dáng, từ đường nét khuôn mặt mà xem, cùng Trạm Mục Tư mắt tích cực kỳ giống nhau, chúng tôi lập tức lấy tất cả camera giám sát trong phạm vi Bạch Thủy Trại, cuối cùng tìm được mấy tấm ảnh này, tôi có 9 phần chắc chắn có thể khẳng định, người này chính là Trạm Mục Tư. Còn lại một phần thì sao? Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào tràn đầy tự tin. Một phần khả năng còn lại chính là trên thế giới có người giống như Trạm Mục Tư, còn nữa, anh xem góc độ của những bức ảnh này, Trạm Mục Tư một mực đi lên núi, đồng thời cố ý tránh đi nơi đông người, cũng đang cố ý tránh né camera, chẳng qua, những nơi này, hắn căn bản không tránh được. Thật không hồ là tổ trưởng tổ điều tra, một tấm ảnh du khách lại đều có thể bị cô tìm được Trạm Mục Tư. Sở Trần khen một tiếng, cũng cẩn thận quan sát mấy tấm ảnh này, càng thêm đồng ý với phân tích của Giang Ánh Đào. Anh cũng cơ hồ khẳng định, đó chính là Trạm Mục Tư, hắn làm sao từ Thiền Thành chạy đến Bạch Thủy Trại ở Tăng Thành. Phỏng chừng là chạy trốn đi. Giang Ánh Đào nói, Bạch Thủy Trại địa thế phức tạp, được xưng là thiên nam đệ nhất nấc thang, một người đi vào trốn, muốn tìm ra cũng không dễ dàng, chúng ta đêm nay đi qua như vậy, đại khái cũng chỉ là vận may mà thôi. Đúng rồi, chúng tôi điều tra tư liệu về thành viên chiến Long Đảo đã chết, đại đa số bọn họ đều là lần đầu tiên ra đảo. Ở bên ngoài ngay cả người tiếp xúc cũng không có, chứ đừng nói là kẻ thù. Giang Ánh Đào khép lại quyển sổ tay, sau đó nói, về phần chiến Long Đảo, địa thế vùng biển phức tạp, người của chúng ta mặc dù cũng có ra biển điều tra, nhưng trong thời gian ngắn, ngay cả vị trí chiến Long Đảo cũng tìm không thấy. Vẫn là phải tìm Trạm Mục Tư. Hai người từng câu tán gẫu, Tư Đồ Tĩnh thỉnh thoảng xen vào, xe chạy nhanh trên cao tốc. Thời điểm sắp tới Bạch Thủy Trại,
mưa dần dần ngớt. Vận khí không tệ, Sở Trần mở cửa sổ, liếc mắt nhìn bên ngoài một cái. Giang Ánh Đào mỉm cười, nếu như trời vẫn mưa, dấu vết hoạt động của trạm mục tư ở trong núi sẽ bị nước mưa che lấp, hiện tại không giống, mưa vừa mới ngớt, nếu trạm mục tư thật sự ở trên núi, hơn nữa không phải cố định một chỗ ở, hắn nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Độ khó tìm kiếm lập tức giảm đi không ít, đó là tin tốt cho bọn họ. Lúc này Bạch Thủy Trại đã sớm đóng cửa, Sở Trần cũng không có kinh động người phụ trách Bạch Thủy Trại, mà là Đế Tư Đồ Tĩnh dừng xe ở bên ngoài. Tĩnh Nhi, em ở trong xe rũ, liên lạc với chúng tôi. Giang Ánh Đào phân phó, vốn dựa theo ý của Sở Trần, anh một mình lên núi tìm kiếm, nhưng Giang Ánh Đào tỏ vẻ, luận điều tra, cô so với Sở Trần càng thêm chuyên nghiệp, huống hồ cô cũng không phải là cô gái nũng nịu, lên núi điều tra đối với cô mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Sở Trần không cự tuyệt, núi lớn khô khan, có một mỹ nhân làm bạn, so với gió núi thổi một mình còn tốt hơn. Hai đạo thân ảnh trong bóng đêm vô thanh vô tức lẻn vào Bạch Thủy Trại. Bậc thang quanh co, một đường hướng lên trên, bên tai truyền đến tiếng thác nước chảy thật lớn. Bạch Thủy Trại vừa mới có một trận mưa lớn, tiếng nước đặc biệt lớn, trong không khí phảng phất cũng tràn ngập hơi nước. Vị trí dưới sườn núi đại khái cũng không cần tìm. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào một đường đi lên, nếu trạm mục tự thật sự biến Bạch Thủy Trại trỏ, thành nơi ẩn náu tạm thời, càng lên cao, cảm giác an toàn trong lòng hắn sẽ càng nồng đậm. Tâm tình Sở Trần rất thả lỏng, anh cũng coi đây là một đoạn du ngoạn đặc biệt, dù sao cũng muốn lập tức tìm được một người trong rừng sâu, trừ phi đặc biệt có duyên. Giang Ánh Đào cũng hiểu được chỉ là đến thử vận khí, dọc theo đường núi này, cũng đang thưởng thức phong cảnh ven đường. Bạch Thủy Trại cô không phải là lần đầu tiên đến, nhưng Bạch Thủy Trại lúc này, cô lần đầu tiên thấy, trong bóng đêm mông lung, tiếng nước chảy rừng bên tai, có một bộ dạng thùy mị đặc biệt. Tốc độ của hai người không chậm, rất nhanh liền đi tới trước mặt bậc thang đánh dấu 4999. Bạch Thủy Trại được xưng là bậc thang đầu tiên của Thiên Nam, tổng cộng có 9999 bậc thang, bọn họ đã đi một nửa lộ trình. Bắt đầu từ đây, mở rộng tìm kiếm. Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào tỏ vẻ không thành vấn đề. Hai đạo thân ảnh xuyên qua trong núi rộng mênh mông. Một giờ sau, hai người đi lên 1000 bậc thang, đồng thời cũng tiến hành tìm kiếm phạm vi nhất định. Nhưng rõ ràng vận khí đêm nay tựa hồ không tốt, hai người cũng không phát hiện ra, Bạch Thủy Trại sau cơn mưa, ngoại trừ tiếng nước cùng tiếng gió, không có bất kỳ tình huống nào khác thường. Tuy rằng không có phát hiện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hai người, loại tình huống này vốn nằm trong dự liệu của hai người, hơn nữa khả năng rất lớn. Nói không chừng trạm mục tư trước khi trời mưa đã tìm chỗ trốn, cũng không đi ra sau khi mưa ngói. Tin tức trạm mục tư xuất hiện ở Bạch Thủy Trại phải tuyệt đối giữ bí mật, nhưng, ngày mai chúng ta có thể tìm mấy người quen thuộc với địa hình Bạch Thủy Trại, lục soát nơi có thể ẩn thân ở Bạch Thủy Trại. Sở Trần mở miệng, hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước, đến đều đến rồi, dù sao cũng phải đi tới đỉnh núi. Kỳ tích không xuất hiện, khi hai người lên đến đỉnh núi, đã là 4 giờ sáng. Chúng ta có thể ngắm mặt trời mọc trên núi rồi quay trở về không? Giang Ánh Đào đột nhiên nhìn về phía đông, ánh mắt có chút phát sáng. Nhìn mặt trời mọc, thật là một từ vựng tuyệt vời. Giang Ánh Đào đã không nhớ rõ lần trước mình nhìn mặt trời mọc là khi nào. Đến đều đến rồi, vậy thì xem đi, Sở Trần gật đầu, bỗng nhiên nói không chừng trạm mục tư cũng muốn ngắm mặt trời mọc. Giang Ánh Đào, trạm mục ti là chạy trốn, không phải đi du lịch. Giang Ánh Đào ngồi trên một tảng đá trên đỉnh núi, nhìn ra xa. Sắc trời dần sáng lên, nhiệt độ trên đỉnh núi lạnh lẽo, nhưng, đối với tố chất thân thể của Sở Trần và Giang Ánh Đào mà nói không ảnh hưởng nhiều lắm. Ánh bình minh khắp bầu trời, thật đẹp, Giang Ánh Đào si ngốc nhìn, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Sở Trần ngồi trên một tảng đá lớn khác, đắm chìm dưới ánh mặt trời, thần quang chói mắt. Phảng phất là cảm nhận được ánh mắt của Giang Ánh Đào, Sở Trần ghé mắt nhìn, khi ánh mắt đến, đôi mắt hoa đào câu hồn nhiếp phách điểm xuyết dung nhan tuyệt mỹ. Sở Trần không khỏi ngây người một chút, vội vàng quay mặt lại, mặt trời mọc thật đẹp. Từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời chói chang, Giang Ánh Đào duỗi thắt lưng một chút, đứng lên, đi, xuống núi thôi, thiếu chút nữa đã quên Tĩnh Nhi còn đang ở dưới chân núi chờ chúng ta. Không phải thiếu chút nữa, là đã quên rồi, Sở Trần trong lòng yên lặng chửi bới một câu. Hai người sóng vai xuống núi, Bạch Thủy Trại sáng sớm, nước chảy trong suốt, dồi dào có lực, gõ vào trên nham thạch. Thanh âm như sấm, hai bên hoa tươi thơm ngát, hơi nước tràn ngập, trời quang mây tạnh,
đẹp không sao tả xiết, đi trên bậc thềm đá trong rừng, hai người đều không có lên tiếng, giữa hai người hưởng thụ sự yên tĩnh, bỗng nhiên, xa xa truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Hai người liếc nhau một cái, sớm như vậy có du khách lên Bạch Thủy trại, qua xem, một cửa hàng nhỏ được xây dựng bằng một ngôi nhà gỗ gần thềm đá, một người đàn ông trung niên đang chửi bới. Chú này, đã xảy ra chuyện gì? Sở Trần đi tới hỏi. Người đàn ông thở phì phì nói, ai có thể nghĩ đến cái chỗ này còn có thế bị trộm nhớ đến, sáng sớm cửa hàng nhỏ bị người cậy mò, trộm một thùng nước cùng một ít bánh mì, thật kỳ lạ a, đây là chuyện người làm sao? Con người giang ánh đảo sáng ngời, ánh mắt hai người nhìn nhau, nghĩ đến một điều. Sở Trần đi tới trước khóa cửa, sau khi nhìn thoáng qua, cẩn thận chú ý tình huống xung quanh, rất nhanh, Sở Trần phát hiện dấu vết sắt nhỏ để lại trên mặt đất. Đi! Sở Trần theo bản năng cầm tay Giang Ánh Đào, tăng nhanh tốc độ, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm. Hai vị hai người nói có đúng hay không, còn có thiên lý hay không, đào nám nay, lại còn có người, thanh âm của người đàn ông trung niên đột nhiên dừng lại, cho rằng mình hoa mắt, nhìn phía trước, đôi tuấn nam mỹ nữ vừa mới đi ra biến mất không thấy đâu. Chồng, ông sao vậy? Một người phụ nữ trung niên bước ra từ bên trong, ông đang nói chuyện với ai vậy? Người đàn ông nhân phảng phất nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệch, thanh âm run rẩy, vừa rồi một đôi nam nữ trẻ tuổi từ trên núi đi xuống, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, sau đó, đột nhiên liền biến mất. Người phụ nữ trung niên khẽ hô một tiếng, trong nháy mắt cảm giác cả người nổi da gà toát ra, da đầu càng thêm tê dại, với thời tiết như hôm qua, căn bản không có người qua đêm trên đỉnh núi, giờ này, làm sao có thể có người từ đỉnh núi xuống. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Sắc mặt người phụ nữ trung niên tái nhợt, ông, không phải là gặp phải sơn yêu trong truyền thuyết chứ? Hai người càng đồng thời nhìn thoáng qua khóa cửa bị đập ra. Đây có phải là việc con người làm? Người đàn ông trung niên nghĩ về những gì mình nói. Nhất thời giật mình một cái. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh chạy như bay xuống núi. Sở Trần cũng không biết anh cùng Giang Ánh Đào bị coi là sơn yêu, thừa dịp dấu vết trên mặt đất còn chưa hoàn toàn biến mất. Anh dẫn theo Giang Ánh Đào dùng tốc độ nhanh nhất truy kích. Nhưng, trong lúc đó còn có mấy lần suýt nữa đi sai đường, bị Giang Ánh Đào kịp thời đối lại. Trạm mục tư này còn rất cẩn thận, lại còn ngụy trang một vài dấu vết hoạt động để đánh lừa chúng ta, hắn hẳn là không biết chúng ta đã lên núi tìm hắn rồi. Sở Trần nói, những thử bố trí này, đều là xuất phát từ bản năng mưu sinh. Hai người đi tới một mảnh rừng rậm, sâu trong rừng rậm lại một chỗ vách giá treo leo. Chỗ dây leo che lấp, có một sơn động tự nhiên hình thành. Sơn động cũng không lớn, chỉ có không đến 5 mét vuông, nhưng đối với trạm mục tư mà nói, đã là sự ban ơn của ông trời. Trạm mục tư gặm bánh mì, uống một ngụm nước, dựa vào vách đá lạnh lẽo, biến cố đột ngột 3 ngày trước, khiến hắn cho đến bây giờ cũng chưa có hồi phục, trải qua kinh hoàng tuyệt vọng cực độ, bản năng mưu sinh của hắn thúc đẩy hắn đi tới nơi này. Ông trời đối xử với hắn hung ác, nhưng vận mệnh nữ thần thương hại hắn, để cho hắn leo lên Bạch Thủy trại, tìm được một sơn động như vậy. Hắn quyết định ở chỗ này trốn ít nhất một tháng, để cho tin tức bên ngoài hoàn toàn bình ổn, hắn mới nghĩ cách ra biển. Bên ngoài có dây leo che khuất, ánh sáng trong sơn động rất tối, trạm mục tư rất nhanh ăn một cái bánh mì, nghĩ đến lúc mình vừa mới từ chiến long đảo hàng hái đi ra, đến giờ phút này gặp nạn tinh thần chán nản, trạm mục tư cảm giác mũi đau xót, lưng dựa vào vách đá gào khóc. Đây cũng là đế chút bỏ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mấy ngày qua. Sau khi khóc trong vài phút, trạm mục tư từ từ dừng lại, mở một túi bánh mì khác, hắn đói rồi. Thế nhưng, cái bánh mì này vừa gặm một miếng, cả người trạm mục tư đờ đẫn. Ánh sáng chói mắt, dây leo bên ngoài, lại bị người kéo ra. Ai, trạm mục tư sắc bén, thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Trạm mục tư, ra đây đi. Một thanh âm vô cùng quen thuộc với trạm mục tư vang lên, tìm ngươi thật không dễ tìm a. Sở Trần, sao có thể là hắn? Trạm mục tư hoảng hốt đứng lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là hang đá kín, chỉ có một lối ra, càn bàn không còn đường lui. Huống chi, Sở Trần gần trong gang tấc, hắn làm sao có đường chạy trốn. Trạm mục tư tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất, trạm mục tư cũng không phải chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Thời gian mới vừa ăn xong một cái bánh mì, Sở Trần liền tìm tới cửa. Đây có phải là đặt máy theo dõi phía sau hắn? 10 phút sau, trạm mục tư rốt cục lấy hết dũng khí, chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi sơn động. Sở Trần không có thúc giục,
tiếng gào khóc vừa rồi từ trong sơn động truyền ra khiến anh cảm nhận được mặt yếu người đàn ông này. Sở Trần, ngươi còn muốn thế nào? Trạm Mục Tư cố gắng chống đỡ thân thể của mình, ngoài mạnh trong yếu, duy trì một tia kiêu ngạo cuối cùng của đệ tử Chiến Long Đảo. Ngươi là người thật không biết tốt xấu. Giang Ánh Đào nói, sở đội chúng tôi sau khi biết tin đội ngũ Chiến Long Đảo bị giết, ngày đêm không ngừng điều tra, thảm dò, ba ngày ba đêm, ngay cả mắt cũng không nhắm một chút, sợ ngươi cũng đi theo gót những người khác bị giết, ngươi ngược lại hay rồi, chạy đến cái chỗ này, còn có mặt mũi trách cứ sở đội chúng ta. Trạm Mục Tư ngây người, nhìn Sở Trần. Hắn không tin sỏ, Trần sẽ ngày đêm điều tra kỹ chuyện Chiến Long Đảo bị giết, nhưng giờ phút này Sở Trần đang ở trước mặt hắn lại không thể không tin. Đệ tử Chiến Long Đảo ta không phải do Sở Trần giết sao? Trạm Mục Tư phục hồi tinh thần, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, hôm nay ta tự hỏi trốn không thoát, người muốn giết liền giết. Giang Ánh Đào nhíu mày, cô càng thêm khẳng định cách nói vừa rồi của mình, tên này thật sự không biết tốt xấu, cho đến bây giờ còn không muốn nói thật. Ta sẽ cho ngươi xem vài bức ảnh. Sở Trần lấy điện thoại ra, đi tới, nếu ngươi đã tránh được một kiếp này, như vậy, ta cũng tin, ngươi chưa nhìn thấy hiện trường đoàn người Chiến Long Đảo bị giết. Sở Trần cho Trạm Mục Tư xem, là hình ảnh đệ tử Chiến Long Đảo bị giết. Trạm Mục Tư sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt chạm vào những bức ảnh này, giống như bị điện giật. Trong này, đều là đồng bọn của ngươi, có người nào tương thân với ngươi hay không? Ví dụ như Trạm Hải trong Trục Lãng Tam Tiên. Sở Trần nhàn nhạt nói, thời điểm ta nhìn thấy hắn, mi tâm của hắn trúng một mũi tên mất mạng. Hai chân Trạm Mục Tư run lên, ngã ngồi trên mặt đất. Ta vốn không xác định ngươi có biết hung thủ giết người là ai hay không, nhưng hiện tại ta xác định, ngươi nhất định biết là ai giết bọn họ, hơn nữa, ngươi rất rõ không phải là ta. Sở Trần đi qua, nhìn chăm chú vào Trạm Mục Tư, ngươi không muốn vì Trạm Hải. Vì đồng bọn Chiến Long Đảo báo thù sao? Trạm Mục Tư thở hồn hển, phảng phất như bị núi lớn áp bách. Thật lâu sau, Trạm Mục Tư ngẩng đầu lên, nhìn Sở Trần, Chiến Long Đảo, không còn. Đồng tử Sở Trần khẽ co rụt lại, người nói rõ ràng một chút. Trạm Mục Tư không đứng lên, trực tiếp ngồi trên mặt đất mở miệng, lẩm bẩm nói, có lẽ mới chỉ là bắt đầu, mục tiêu đầu tiên của bọn họ lao ra đảo cấm kỵ là Chiến Long Đảo, kế tiếp sẽ là toàn bộ vùng biển. Một khi bọn họ thống lĩnh vùng biến, nhất định sẽ đặt mục tiêu ở trên đất liền. Đảo cấm kỵ, Sở Trần hỏi, chính là đảo thần bí mà cường giả khí tức cảnh các phái thảm dò sao? Họ là ai? Không sai, ánh mắt Trạm Mục Tư toát ra sự hãi, đó là đảo cấm kỵ trong truyền thuyết, bên trong tồn tại vật cấm kỵ, đó là cấm khu của biến. Tiền bối Chiến Long Đảo sớm đã có cảnh cáo, không thể tới gần đảo cấm kỵ. Thế nhưng, trên đảo cấm kỵ tồn tại vật quý. Hấp dẫn các thế hệ cường giả đi tới. Người bên ngoài muốn tiến vào đảo cấm kỵ, mà người bên trong đảo cấm kỵ, thì muốn đi ra ngoài. Sở Trần bỗng nhiên nghĩ đến, trước khi các sư phụ rời đi, hạ lệnh đóng cửa, có thế là dự đoán hung hiếm trong đó hay không? Ý của ngươi là, người trong đảo cấm kỵ đi ra, giết người Chiến Long Đảo, hơn nữa chiếm lĩnh Chiến Long Đảo. Sở Trần nhíu mày, không đúng, bọn họ chiếm lĩnh Chiến Long Đảo là có thể hiếu. Nhưng vì sao phải vội vàng đi tới đất liền, hơn nữa còn chặn giết người của Chiến Long Đảo? Dù sao tin tức cũng không truyền ra, bọn họ ở Chiến Long Đảo chờ các ngươi trở về không phải là được rồi. Ta cũng không biết, có lẽ Lôi Đình Hộ Pháp đã biết tin Chiến Long Đảo bị diệt, hoặc có lẽ, bọn họ muốn diệt cỏ tận gốc, không cho Chiến Long Đảo bất kỳ cơ hội nào. Trạm Mục Tư vô lực ngồi, theo bản năng cuộn mình lại một chút. Giang Ánh Đào nhìn hắn, anh làm sao tránh được kiếp nạn này? Thân thể Trạm Mục Tư không tự chủ được run rẩy một chút, tôi, đúng lúc bụng không thoải mái, liền tìm một chỗ đi vệ sinh, sau khi đi ra, liền phát hiện, vậy tại sao ngươi vừa rồi lại nói ta là hung thủ? Sở Trần hỏi, ngươi biết rõ tồn tại của đối phương, mục đích vừa rồi của ngươi là cái gì? Sở Trần cẩn thận tổng hợp lời nói của Trạm Mục Tư một chút, tuy rằng hắn nói ra nơi cấm kỵ, cũng thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân cái chết của đội ngũ Chiến Long Đảo. Nhưng Sở Trần luôn cảm thấy thái độ của Trạm Mục Tư có chút kỳ lạ, tựa hồ đang cố ý giấu giếm cái gì đó, hoặc có lẽ chỉ là Trạm Mục Tư trong trạng thái cực độ kinh hoàng đầu óc đã có chút không tỉnh táo. Khuôn mặt Trạm Mục Tư liên tục biến ảo, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, Cửu Huyền Môn cùng Chiến Long Đảo kết oán trong Thanh Phong Quan, ở lúc Chiến Long Đảo gặp tai họa bất ngờ, ta cho rằng Cửu Huyền Môn sẽ thừa cơ hãm hại, hơn nữa, ta phát hiện khắp nơi đều tựa hồ có người tìm ta đoán được là động tác của các người.
cho nên liền chạy tới nơi này, ta cho rằng các người cũng muốn giết ta. Ai nói chúng ta không giết ngươi? Sở Trần trả lời, Trạm Mục Tư cả người lông tơ dựng thẳng lên, đồng tử mở to đến cực hạn, có loại cảm giác bị lưỡi hái của Tử Thần giữ chặt, liên tục bò lui về phía sau một đoạn. Tuy nhiên, giữ ngươi lại chắc sẽ có một chút hữu ích. Sở Trần thản nhiên nói, Chiến Long đảo chết, giới võ giả không ít người đều cho rằng là cửu huyền môn gây ra, ta muốn ngươi thanh minh với giới võ giả điếm này. Trạm Mục Tư sắc mặt đại biến, nếu ta xuất hiện, lập tức sẽ bị đuổi giết, chỉ bằng thực lực của ngươi, đáng bị đuổi giết như vậy sao? Sở Trần đánh giá Trạm Mục Tư, không phải ngươi còn có cái gì gạt ta chứ? Trạm Mục Tư vội vàng lắc đầu, ngươi không biết, người của đảo cấm kỵ làm việc thủ đoạn độc ác, hơn nữa diệt cỏ tận gốc, bọn họ nếu đã tiêu diệt Chiến Long đảo, cũng không cho phép đệ tử Chiến Long đảo còn sống, sau này báo thù cho Chiến Long đảo. Thứ cho ta nói thẳng, với tiềm lực của ngươi, luyện thêm 100 năm nữa, cũng không có khả năng báo thù cho Chiến Long đảo. Sở Trần thẳng thắn mở miệng, tính xúc phạm là rất mạnh mẽ, nhưng cũng vừa vặn là một sự thật. Nếu như nói cường giả đảo cấm kỵ vì đề phòng Trạm Mục Tư tương lai báo thù mà truy đuổi hắn không rời, Sở Trần cảm giác đó cũng là vũ nhục của cường giả đảo cấm kỵ. Trạm Mục Tư nói không được, cuối cùng chỉ có thể mở hai tay, ta nói là sự thật. Ngươi có hai lựa chọn. Sở Trần nhìn Trạm Mục Tư thật sâu một cái, thứ nhất, hiện tại bị ta giết, thứ hai, theo ta trở về, trả lại trong sạch cho cửu huyền môn, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, đưa ngươi đến một nơi an toàn tuyệt đối. Trạm Mục Tư không chút do dự lựa chọn cái sau. Hắn tuy rằng sự chết, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Sự khác biệt giữa giết tại chỗ với thu về hỏi chém, Trạm Mục Tư vẫn rất rõ. Sở Trần nhìn về phía Giang Ánh Đào, chị Đào, đế cho Tiếu Phong dẫn người tới, mang hắn đi, bảo vệ. Nhà tù bí mật của cục đặc chiến là nơi an toàn nhất. Giang Ánh Đào gọi điện thoại một tiếng, ba người lập tức xuống núi. Trạm Mục Tư đi ở phía trước. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào sóng vai đi phía sau, ánh mắt hai người nhìn nhau một cái. Tất cả bọn họ đều có cảm giác, Trạm Mục Tư này, có vấn đề. Ngược lại, Trạm Mục Tư đi ở phía trước, thần sắc ngược lại dần dần thả lỏng. Có cửu huyền môn bảo vệ, an toàn của hắn tạm thời có thể được bảo đảm, hơn nữa còn không cần ẩn thân bên trong sơn động lạnh như băng, chuyện này thật sự quá tốt. Loại cảm giác tuyệt vời này duy trì cho đến sau khi xuống núi. Tiếu Phong dẫn theo thành viên tổ đột kích xuất hiện, sau đó, còng tay lạnh lẽo khóa hai tay Trạm Mục Tư. Trạm Mục Tư mơ hồ, mờ mịt nhìn Sở Trần. Trạm Mục Tư tiên sinh, Sở Trần nói, anh bị nghi ngờ trộm một thùng nước khoáng, một ít bánh mì, hiện tại chính thức bị bắt, mời anh phối hợp công việc của chúng tôi. Khuôn mặt Trạm Mục Tư đen sầm, Sở Trần muốn đưa hắn đến nơi an toàn, là ngục giam. Tôi chết cũng không đến nơi đó. Trạm Mục Tư liều mạng muốn giãy giụa. Tiếu Phong trực tiếp rút súng ra, họng súng lạnh như báng chỉ vào đầu Trạm Mục Tư. Trạm Mục Tư trong nháy mắt cảm giác toàn thân lạnh như băng, thanh âm run rẩy, trộm bánh mì àn không cần bắn chết. Trạm Mục Tư thành thật, dưới chân núi có người vây xem, đa số là nhân viên Bạch Thủy trại, trong đó còn có đôi vợ chồng trung niên kia. Khuôn mặt hai người rốt cục hòa hoãn lại, thì ra, không phải Sơn Yêu quấy phá, mà là cảnh sát đang bắt trộm. Thật không thể tưởng tượng được. Người này trắng trẻo như vậy, lại là một kẻ ngốc, hơn nửa đêm ở Bạch Thủy trại trộm bánh mì nước khoáng. Tốc độ phá án này cũng cực kỳ đáng sợ a. Cảnh sát Trung Quốc thật giỏi. Tiếu Phong áp giải Trạm Mục Tư lên xe, dắt nhanh liền rời đi. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào trở lại trong xe, Tư Đồ Tĩnh duỗi thắt lưng một cái, mang theo âm thanh lười biếng, Sở đội, chị Đào, hai người vất vả rồi, nhưng, hai người ra tay quả thật không tầm thường, lại thật sự bắt được Trạm Mục Tư, quá lợi hại. Hai người nhìn nhau một cái, bọn họ ngượng ngùng nói vốn đã tạm thời buông tha tìm kiếm, chỉ là vì ngắm mặt trời mọc ở lại mấy tiếng đồng hồ. Sau khi lên xe, Giang Ánh Đào mở số ghi chép ra. Tôi có một câu hỏi khác, Giang Ánh Đào cho Sở Trần xem ảnh, anh nhìn kỹ ảnh của những người đã chết này. Đều là ảnh đội ngũ Chiến Long Đảo bị giết, trong bọn họ, đại đa số đều bị một mũi tên mất mạng. Giang Ánh Đào nói, nhưng từ dấu vết quần áo của bọn họ mà xem. Bọn họ đều bị lục soát qua người, đối với điếm này, chúng ta cũng từ trên người bọn họ thu thập được vân tay, có thể xác định, cho nên, hung thủ không chỉ muốn giết người Chiến Long Đảo, mà còn phải lấy được cái gì đỏ từ trên người bọn họ. Tinh thần Sở Trần chấn động, đây là lần đầu tiên Giang Ánh Đào cùng anh nhắc tới manh mối này. Cũng là một điểm rất quan trọng,
Càng là nguyên nhân sỏ, Trần vẫn nghĩ không ra người trên đảo cấm kỵ muốn đuối giết Trạm Mục Tư. Cô Đào, cô cho em một bất ngờ a. Sở Trần cẩn thận suy tư một chút, rất nhiều nghi vấn đều dễ dàng giải quyết. Giang Ánh Đào mỉm cười, vừa rồi tôi không đề cập tới, đó là muốn làm Trạm Mục Tư lơ là, để cho hắn lầm tưởng chúng ta căn bản không biết hắn đang giấu giếm cái gì. Nhưng, tuy rằng có manh mối này, nhưng Trạm Mục Tư không mở miệng, chúng ta cũng không biết người của đảo cấm kỵ đến tột cùng muốn tìm cái gì trên người bọn họ. Sở Trần trầm tư, thứ quan trọng như vậy, nếu là ở trên người Trạm Mục Tư, cô nói xem, hắn có thể mang theo bên người hay không, hoặc là, đặt ở nơi nào đó hắn cảm thấy an toàn. Đều có khả năng, trả lời có lệ, Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, bỗng nhiên mở miệng, phía trước quay đầu, tôi muốn trở về nhìn một chút. Nếu như thật sự có cái gì quan trọng, Sơn Động vừa mới phát hiện Trạm Mục Tư kia, có khả năng cất giấu được. Lần này, Giang Ánh Đào không cùng Sở Trần lên núi, tốc độ một mình Sở Trần nhanh hơn. Không bao lâu sau, liền một lần nữa trở lại Sơn Động vừa mới tìm được Trạm Mục Tư. Lúc phát hiện Trạm Mục Tư trong tình huống cực kỳ sợ hãi chủ động đi ra Sơn Động, điều này khiến Sở Trần càng thêm tin, Trạm Mục Tư sẽ giấu đồ trong Sơn Động. Sở Trần suy đoán, Trạm Lôi Đình dự đoán được nguy hiểm, giao đồ cho Trạm Mục Tư, nhưng người chọn vì sao lại là Trạm Mục Tư, Sở Trần nghĩ không ra. Tiến vào Sơn Động chưa đến 5 mét vuông trông rất chật hẹp. Sở Trần dọn sạch dây leo bên ngoài, ánh sáng không đủ, dùng đèn pin của điện thoại chiếu. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ sơn động còn mọc không ít cỏ dại, cũng may phạm vi sơn động không lớn, Sở Trần từ một bên bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, qua một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ Trạm Mục Tư mang đồ bên người, Sở Trần nhìn không được suy đoán, chỉ là, Trạm Mục Tư cứ như vậy tự tin mình sẽ không lục soát hắn sao? Hoặc có lẽ, mình căn bản đoán sai. Trên người Trạm Mục Tư căn bản không mang theo cái gì, hắn thật sự là bụng không thoải mái mới tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng, từ đủ loại biểu hiện của Trạm Mục Tư, Sở Trần vẫn kết luận hắn có vấn đề. Sở Trần đi ra sơn động, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, quan sát tình huống xung quanh sơn động, bỗng nhiên, ánh mắt Sở Trần lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi giật mình, Sở Trần một lần nữa đi vào sơn động, dùng đèn pin chiếu lên trên, độ cao của sơn động gần 3 mét. Sở Trần vốn theo bản năng lựa chọn bỏ qua, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến, thực lực của Trạm Mục Tư tuy rằng không mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng là võ giả, độ cao này căn bản không làm khó được hắn. Thân thể Sở Trần nhảy lên, dọc theo vách tường bên bắt đầu một vòng tìm kiếm mới. Lần này không khiến anh thất vọng nữa, một góc đình, Sở Trần phát hiện một tảng đá, lấy khối tảng đá to bằng nắm tay này ra, bên trong có một lỗ hồng, bên trong lỗ hồng có một vật. Sở Trần lấy vật bên trong ra. Rõ ràng là một vật hình ốc biến nhỏ, chỉ có kích thước ngón cái của người lớn, thoạt nhìn rất tinh xảo. Ánh sáng trong sơn động quá tối, Sở Trần mang ốc biến nhỏ ra ngoài cẩn thận xem xét, trên ốc biến nhỏ bằng ngón tay cái khắc đầy pháp vãn trận pháp, thoạt nhìn qua hỗn loạn, nhưng Sở Trần căn cứ vào lý giải của mình đối với trận pháp, vẻn vẹn chỉ liếc mắt một cái, liền từ phía trên thấy được ba nám kết cấu trận pháp khác nhau. Xuyên thấu qua trong vách của ốc biến nhỏ, Sở Trần cũng phát hiện không ít pháp văn trận pháp. Một cái ốc biển nhỏ tinh xảo phủ đầy pháp vàn trận pháp. Sở Trần chơi một hồi, nhất thời cũng không cách nào lý giải hàm nghĩa của trận pháp phía trên, chỉ có thể tạm thời xuống núi. Trò, lại trong xe, Tư Đồ Tĩnh cùng Giang Ánh Đào đều vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Trần. Thực sự có phát hiện, Sở Trần lấy ra ốc biển nhỏ, đưa cho Giang Ánh Đào. Tư Đồ Tĩnh ngây ngẩn cả người, thốt ra, đây không phải là một con ốc biển nhỏ mà Trạm Mục Tư mang ra từ trong biển chứ. Đây không phải là một con ốc biển nhỏ bình thường. Giang Ánh Đào nhìn ra ốc biển nhỏ không tầm thường, theo bản năng đặt nó ở bên tai nghe một chút, thật an tĩnh a. Sở Trần cũng tiếp nhận ở bên tai nghe một hồi, yên tĩnh đến đáng sợ. Phải biết rằng, ốc biển nhỏ bình thường đặt ở bên tai, sẽ có thanh âm giống như gió biển thổi qua. Nhưng con ốc biển nhỏ này, nhu thuận, yên tĩnh. Một con ốc biển nhỏ tinh xảo xinh đẹp như vậy, dẫn đến đội ngũ chiến Long Đảo mất mạng. Giang Ánh Đào cảm giác được sởn gai ốc, đây là một con ốc biển nhỏ có thể gây mất mạng. Càng đẹp, càng có nhiều khả năng ẩn chứa nguy hiểm. Sở Trần cảm khái, Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần một cái, lời này có chút khiến cô tổn thương. Tiếu Phong bên kia có tin tức truyền đến, đã bình an đưa Trạm Mục Tư đến ngục giam, hơn nữa an bài tốt tất cả. Trạm Mục Tư tạm thời an toàn, Tư Đồ Tĩnh lái xe đưa Sở Trần về nhà, cầm ốc biển nhỏ,
Sở Trần trước tiên tìm Thiên Bảo đạo sĩ và Chu Đại Tráng, nhưng mà, hai vị sư thúc cũng không biết tác dụng của ốc biển nhỏ này, thậm chí chưa từng nghe qua. Có lẽ, đây là thứ từ trong đảo cấm kỵ chảy ra. Sở Trần cầm ốc biển nhỏ trong tay, anh rất rõ, muốn phá giải bí mật của ốc biển nhỏ, chỉ có thể cố gắng phá giải pháp văn trận pháp phía trên. Sở Trần cũng nói chuyện đảo cấm kỵ cho hai vị sư thúc. Nếu Trạm Mục Tư không nói dối, Chiến Long đảo thật sự bị diệt, vậy cỗ lực lượng đi ra từ đảo cấm kỵ kia, nhất định rất đáng sợ. Thần sắc Chu Đại Tráng không khỏi ngưng trọng, phải biết rằng, Chiến Long đảo bá chế vùng biển nhiều năm, bọn họ là thế lực đệ nhất vùng biển. Nói như vậy, cũng không khó lý giải hành động giết người này của đối phương. Thiên Bảo đạo sĩ nói, thứ nhất đoạt bảo, thứ hai thuận thế giá họa cho Cửu Huyền Môn, để cho các đại môn phái chỉ thẳng mũi nhọn vào Cửu Huyền Môn, cứ như vậy, giới võ giả lục địa nhất định sẽ loạn thành một đoàn, bọn họ nhằm vào giới võ giả lục địa, có thể thừa lúc vắng mà vào. Chín vị sư phụ mất tích, rất có khả năng chính là bị nhốt ở đảo cấm kỵ. Sở Trần nắm chặt ốc biển nhỏ trong tay. Đảo cấm kỵ, đó là nơi anh phải đi. Thiên Bảo sư thúc, Đại Tráng sư thúc. Sở Trần trầm giọng mở miệng, dưới sự gia trì của Thiên Cơ huyền trận, hai người còn phải bao lâu nữa có thể đột phá đến khí tức cảnh. Ánh mắt hai người nhìn nhau một cái. Bọn họ đều hiểu ý của Sở Trần. Chỉ cần hai người đột phá, liền lập tức dương buồm ra biển. Bất kể là sống chết của chín vị sư phụ, hay là bí mật của ốc biển nhỏ, cùng với sự uy hiếp của thực lực đảo cấm kỵ đều tốt, muốn giải quyết, chỉ có một con đường, đó chính là ra biển. Chính diện ứng đối, ở nhà, chỉ có thế luôn bị động phòng thủ. Đây không phải Sở Trần muốn. Thiên Bảo đạo sĩ trầm ngâm một lát, muốn đột phá đến khí tức cảnh, phải chú ý cơ duyên, nếu mà cơ duyên đến, hôm nay có thể đột phá. Dừng lại một hồi, Thiên Bảo đạo sĩ trầm giọng mở miệng, một tháng đi, trong vòng một tháng, ta có lòng tin đột phá. Chu Đại Tráng cũng chậm rãi gật đầu, ta cũng vậy. Một tháng, vừa lúc, chờ sau khi hồn lễ của Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cần kết thúc, liền dương buồm ra biển. Có một câu Sở Trần không có ở trước mặt hai vị sư thúc nói ra. Một tháng, nói không chừng, anh cũng có thể đột phá đến khí tức cảnh. Sở Trần hiện tại, Cửu Huyền bí thuật, tinh thần thố nạp thuật cùng với đạo môn nhiếp sinh công ba thứ kết hợp, thực lực mỗi ngày đều đột nhiên tăng mạnh. Đúng rồi, nếu đã tìm được Trạm Mục Tư, mau chóng để hắn lên tiếng đi. Thiên Bảo đạo trưởng trầm giọng nói, mấy ngày nay môn thanh âm chửi rủa chỉ trích Cửu Huyền càng lúc càng nhiều, tùy thời đều có thể hình thành phong bạo, đến lúc đó lại đến một hồi các đại môn phái hành động vây quét Cửu Huyền môn, chúng ta tuy rằng không sợ, nhưng ít nhiều sẽ chậm trễ chính sự của chúng ta. Sở Trần gật đầu, Trạm Mục Tư tiên sinh đang ở trong tù, anh tùy thời có thể đi xem, hơn nữa còn ghi lại một đoạn video nhỏ. Có lẽ, còn có thể thông qua động tác này để thăm dò lực lượng của đảo cấm kỵ trong bóng tối. Sở Trần tin, trước khi không có được ốc biển nhỏ, vị cường giả tiễn thuật đến từ đảo cấm kỵ kia, nhất định còn chưa có rời đi. Mặc dù thời gian gấp gáp, Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng vẫn chưa có hủy bỏ đặc huấn đối với Sở Trần, sau khi kết thúc thương nghị, trước tiên lao vào đặc huấn. Chu Đại Tráng trở về Thiên Cơ huyền trận tu hành, Thiên Bảo đạo sĩ thì lấy ra bùa trấn hồn, tiếp tục để Sở Trần thám dò nghiên cứu. Buổi chiều, Chu Đại Tráng từ Thiên Cơ huyền trận đi ra, công kích khảo hạch âm luật trình độ của Sở Trần. Buổi tối, thời gian rảnh rỗi, Sở Trần liên lạc với Tiếu Phong, chuẩn bị đi vào ngục giam, lại hỏi Trạm Mục Tư. Lần này, Sở Trần mang theo ốc biển nhỏ cùng nhau xuất phát. Ngục giam đặc biệt nằm ở ngoại ô Dương Thành, vị trí cực kỳ bí ẩn, người phạm tội bị giam giữ ở nơi này đều là loại đặc biệt, lực phá hoại tương đối mạnh, ví dụ như mấy võ giả phái Thiên Cơ, hiện giờ đều còn đang bị giam giữ trong ngục giam, ngày đi ra đương nhiên xa xa khó vời. Đây ngộ của Trạm Mục Tư cũng không tệ lắm, một gian phòng đơn độc lập, chỉ có điều, trong căn phòng chật hẹp, ngoại trừ một cái giường còn có đồ dùng rửa mặt cần thiết, không có đồ gì khác, làm cho Trạm Mục Tư có loại cảm giác cực kỳ áp lực. Điều duy nhất khiến Trạm Mục Tư cảm thấy may mắn chính là, lúc ấy trước khi rời khỏi sơn động, quyết định thật nhanh, giấu ốc biển nhỏ, giờ phút này hắn cũng đỡ thay một bộ quần áo ngục tối màu. Coi như là một hồi tôi luyện đi, Trạm Mục Tư cố gắng bình phục tâm tình của mình, khoanh chân ngồi trên giường, có lẽ, sau khi từ nơi này đi ra ngoài, mình có thể đột phá đến trình độ võ đạo tông sư. Trạm Mục Tư tin, Sở Trần không có khả năng lấy tội trộm bánh mì giam giữ hắn quá lâu, hơn nữa, hiện tại Sở Trần là đế bảo vệ hắn với danh nghĩa giam giữ hắn. Bất luận như thế nào, nhất định phải giữ lại hy vọng phục hưng Chiến Long đảo.
Trạm Mục Tư hít sâu một hơi, khoanh chân một lát, bên tai truyền đến một trận thanh âm bước chân. Trạm Mục Tư vốn không muốn để ý tới, dù sao nơi này cũng không quen ai, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng mà, tiếng bước chân dừng lại trước mặt hắn, cửa phòng mở ra, Trạm Mục Tư mở mắt ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt hắn, Trạm Mục Tư không khỏi giật mình, sao anh lại tới đây? Đi theo Sở Trần cùng nhau tiến vào còn có Tiếu Phong cầm một cái máy ảnh chuyên nghiệp, ở trong phòng tìm được một góc độ không tệ, sau khi điều chỉnh xong, gật gật đầu với Sở Trần. Sắc mặt Trạm Mục Tư khẽ biến, anh, đây là có ý gì? Trạm Mục Tư tuy rằng đến từ nước ngoài, nhưng cũng không phải bị cô lập với thế giới bên ngoài, căn phòng này vốn đã chật hẹp, không có không gian tự do gì, còn bị máy quay đối diện, khiến Trạm Mục Tư có loại cảm giác trần truồng không mặc quần áo. Người hắn là rõ ràng, đội ngũ chiến long đảo chết, các môn phái trong giới võ giả đều hướng mũi nhọn về phía cửu huyền môn, như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hài hòa và an ổn phồn vinh của giới võ giả, sẽ cho đảo cấm kỵ có cơ hội, cho nên, người phải lấy thân phận đệ tử chiến long đảo, ghi lại một video, ta sẽ công khai nó cho mọi người. Sở Trần mỉm cười, đối với chuyện này mà nói, không có vấn đề gì chứ. Trạm Mục Tư sắc mặt biến ảo một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Đoạn video được ghi lại vô cùng thuận lợi, Trạm Mục Tư cũng không chỉ rõ người nào chặn chiến long đảo, thế nhưng, trong video hắn nhấn mạnh, là Sở Trần của cửu huyền môn cứu hắn. Sau khi Tiếu Phong thu hồi máy quay, gật gật đầu với Sở Trần, lập tức rời khỏi phòng. Trạm Mục Tư nhìn Sở Trần, sao hắn chưa đi? Không biết vì cái gì, khi Trạm Mục Tư đối mặt với Sở Trần, luôn có một loại cảm giác chột dạ. Ánh mắt Sở Trần nhìn chăm chú vào Trạm Mục Tư, thản nhiên nói, người ở trong chiến long đảo, là thân phận gì? Trạm Mục Tư sửng sốt, chợt trả lời, chính là một đệ tử bình thường. Sở Trần nở nụ cười, trong lúc sống chết, cơ hội sống sót duy nhất, Trạm Lôi Đình sẽ cho một đệ tử bình thường của chiến long đảo sao? Nghe vậy, Trạm Mục Tư nhíu mày, ta chỉ là vừa vặn bụng không thoải mái, ở trên núi đã nói cho người biết. Vậy thì ta không có vấn đề gì. Sở Trần lấy ra con ốc biển tinh xảo kia, ta ở trên núi nhặt được một con ốc biển nhỏ, còn tưởng rằng là ngươi làm mất, xem ra là ta nghĩ nhiều, thật là ốc biển nhỏ xinh đẹp a. Sở Trần ném ốc biển nhỏ trước mặt Trạm Mục Tư một chút. Cả người Trạm Mục Tư dường như sắp sụp đổ, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Sở Trần, hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt chợt đỏ bừng, đột nhiên nhào tới Sở Trần, trả lại ốc biển cho ta. Trạm Mục Tư nhào vào khoảng không. Hắn vốn không phải là đối thủ của Sở Trần, huống chi hiện tại hai tay hai chân còn bị còng tay khóa lại, lập tức dùng sức quá mạnh, lúc Sở Trần né tránh, Trạm Mục Tư loạng choạng ngã xuống đất, sau đó giãy giụa đứng lên, trả lại cho ta. Làm sao chứng minh được nó là của ngươi? Sở Trần hỏi, thân thể Trạm Mục Tư kịch liệt run rẩy, là ta giấu nó trong sơn động. Nó là cái gì, có tác dụng gì? Sở Trần hỏi, ánh mắt Trạm Mục Tư mang theo cầu xin ngươi. Trả lại cho ta. Hắn không trả lời câu hỏi của Sở Trần. Sở Trần lắc đầu, người của đảo cấm kỵ muốn chặn giết đội ngũ chiến long đảo, chính là vì ốc biển nhỏ này. Sở Trần lại hỏi, Trạm Mục Tư thân thể run rẩy, đúng vậy, nó có tác dụng gì? Trạm Mục Tư im lặng. Sở Trần thần sắc lạnh như bàng xuống, đứng ở vị trí cửa phòng, ta sẽ không hỏi lần thứ ba. Không khí trong phòng tựa như đột nhiên lạnh như báng vài phần. Một lúc lâu sau, Trạm Mục Tư đứng lên, giọng điệu chua xót, kỳ thật, ta cũng không biết, nhưng Lôi Đình hộ pháp nói cho ta biết, chiến long đảo xong rồi, ốc biển nhỏ này là hy vọng phục hưng chiến long đảo, chỉ cần cầm ốc biển nhỏ là có thể tiến vào đảo cấm kỵ, tìm được cường giả chiến long đảo, chỉ có bọn họ đi ra mới có thể cứu vớt chiến long đảo. Ốc biển nhỏ có thể liên lạc với cường giả chiến long đảo mất tích. Tầm mắt Sở Trần híp lại, đây có phải là có nghĩa, anh cũng có thể thông qua ốc biển nhỏ liên lạc với chín sư phụ mất tích. Đây là đồ tốt, hơn nữa Sở Trần tin tưởng, tác dụng của nó tuyệt đối không chỉ có vậy, điểm này, từ thế lực của đảo cấm kỵ không chừa đường truy sát võ giả chiến long đảo là có thể nhìn ra được. Nhưng Trạm Mục Tư cũng không biết nó còn có tác dụng gì khác. Hắn nhấn mạnh, Trạm Lôi Đình nói với hắn, ốc biến nhỏ liên quan đến việc cường giả chiến long đảo có thể rời khỏi đảo cấm kỵ hay không. Vậy thì càng không thể giao ốc biến nhỏ cho Trạm Mục Tư. Ta vẫn như cũng nghĩ không ra chính là... Lôi Đình hộ pháp vì sao lại giao cơ hội sống sót cho ngươi? Sở Trần đánh giá Trạm Mục Tư, ý tứ rất hiển nhiên, Trạm Mục Tư không đáng. Trạm Mục Tư cảm giác lần nữa bị vũ nhục, lúc này mở miệng nói, người mạnh nhất chiến long đảo tiến vào đảo cấm kỵ,
Trạm Đồng Sơn, là ông nội của ta. Sở Trần giật mình, thì ra là như thế. Vậy thì ngươi đợi đi. Sở Trần thu hồi ốc biển nhỏ. Sắc mặt Trạm Mục Tư biến đổi, ngươi muốn đi tìm ông nội, ta cũng phải đi tìm chín sư phụ của ta, từ điểm này mà xem, mục tiêu của chúng ta giống nhau, cho nên, ốc biển nhỏ này ở trong tay ta cũng giống như vậy. Sở Trần nói, có điều, ngươi phải có chuẩn bị, nhiều nhất một tháng, ta sẽ ra biển, đến lúc đó còn phải để ngươi dẫn đường. Trạm Mục Tư không thế làm gì được, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Sau khi Sở Trần rời đi, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Trạm Mục Tư vô lực ngồi trên giường. Không có ốc biển, Chiến Long đảo liền mất đi quyền chủ động. Trạm Mục Tư nằm xuống, nhìn trần nhà lạnh như băng, hắn nằm thẳng. Cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Rời khỏi ngục giam, Sở Trần nhìn thoáng qua ốc biển nhỏ trong tay, hít sâu một hơi. Nếu như nói vật này thật sự liên quan đến việc các sư phụ có thế từ đảo cấm kỵ đi ra, vậy anh càng phải nghiên cứu thật kỹ huyền bí trong đó. Nhìn thoáng qua bóng đêm bên ngoài, Sở Trần vốn định trực tiếp về nhà, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn là chặn một chiếc xe, đi tới trang viên Liễu gia. Mấy ngày sau khi trận Thanh Phong Quan chấm dứt, Sở Trần vẫn được hai vị sư phụ đặc huấn, chỉ có thứ sáu đi qua y quán Liễu gia khám bệnh, hơn nữa còn biết được, Liễu Như Nhạn ỏ, đêm trước đại chiến Thanh Phong Quan, thành công đột phá đến khí tức cảnh. Cho dù là bên trong Bách Hoa Cung, cũng không có ai biết được tin tức này. Tường vây quen thuộc, Sở Trần lật qua, treo tường, mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn qua, anh ta đến rồi, Liễu Thiên Thiên ở trong chòi nghỉ mát xem Đốc Phương Tâm Kinh, nội tâm liên tục phát ra thanh âm khẽ hô, nhìn chăm chú vào Sở Trần, đêm nay đến sớm vậy. Liễu Như Nhạn đang cắt tỉa hoa cỏ trong hoa viên, mà trên bãi cỏ bày một cái giá vẽ, Liễu Mạn Mạn hai tay cầm bút, đang luyện tập bút pháp song tiên nhập thần, cô đã bước đầu nhập môn, thiếu sót chính là luyện tập nhiều lần, điểm này chỉ có thể dựa vào chính mình. Ánh mắt ba người đều rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần làm sao trèo tường vào đây, Liễu Mạn Mạn nhìn phương hướng cửa hậu viện. Quen rồi, khuôn mặt Sở Trần toát ra nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Anh không phải là bị người đuổi giết chứ? Liễu Mạn Mạn nói đùa, phá vỡ sự yên tĩnh. Sở Trần đi tới, bất đắc dĩ buông tay, hiện tại võ giả các phái muốn đuổi giết của tôi, phỏng chừng có thể xếp hàng từ y quán Liễu gia đến dược phẩm Bắc Trần. Thanh giả tự thanh, Liễu Mạn Mạn nói, nhưng, lúc này cửu huyền môn phỏng chừng nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết, nghe nói giới võ giả có hơn 20 vị Thái Sơn Bắc đấu đức cao vọng trọng, liên danh phát thanh, yêu cầu cửu huyền môn bởi vì chuyện đội ngũ Chiến Long đảo bị tàn sát giải thích với giới võ giả. Liễu Như Nhạn gật đầu, Bách Hoa Cung cũng được mời cùng nhau thảo phạt cửu huyền môn. Cha tôi sẽ không đồng ý đâu, Liễu Thiên Thiên nói, Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên. Hơn 20 vị Thái Sơn bắt đầu liên danh lên tiếng, đây là muốn định tội cho cửu huyền môn. Anh đừng phớt lờ, Liễu Mạn Mạn nghiêm túc nói, đám lão tiền bối này ngày thường không xuất hiện, nhưng lực thu hút của bọn họ trong giới võ giả rất mạnh, thật sự có thể mang đến cho mọi người rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đúng rồi, bọn cũng đưa ra khẩu hiệu rằng công lý có thể đến muộn, nhưng họ sẽ không bao giờ vắng mặt. Liễu Thia Thiên từ trong chòi nghi mát đi ra, trong tay còn cầm Độc Phương Tâm Kinh. Nhưng đớ sắp lật đến trang cuối cùng, đây chính là phần thượng của Độc Vương Tâm Kinh, Sở Trần, nếu không anh trước tiên cho tôi phần hạ của Độc Vương Tâm Kinh, anh rũ, lại Độc Vương Tâm Kinh mà nói, đám lão gia hỏa kia lại có thêm một lý do tìm anh gây phiền toái. Sở Trần nhìn cô một cái, cũng may mình cũng chuẩn bị trước, lúc này lấy ra một quyển sách, đưa cho Liễu Thiên Thiên. Thân thế Liễu Thiên Thiên giống như bị điện giật, không thể tin được, cô chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới Sở Trần thật sự mang đến. Sau đó, Liễu Thiên Thiên mừng rỡ như điên, đi tới trước mặt Sở Trần, hít sâu, hai tay thật cẩn thận tiếp nhận Độc Phương Tâm Kinh. Phần thượng của Độc Phương Tâm Kinh làm cho Liễu Thiên Thiên được lợi không nhỏ, trận chiến Thanh Phong Quan kia, cô toàn bộ quá trình đứng ngoài quan sát, cảm nhận được thật sâu thực lực của mình cùng cường giả giới võ giả thật sự khác nhau, muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng táng lên, con đường tốt nhất chính là Độc Phương Tâm Kinh. Đây chính là phần hạ của Độc Phương Tâm Kinh mà mình tâm tâm niệm niệm chờ đợi. Liễu Thiên Thiên khẩn cấp nhìn thoáng qua, bỗng nhiên thần sắc ngây ngắn cả người. Cuốn sách được viết trên bìa, Độc Phương Tâm Kinh phần giữa. Sở Trần lại còn chia Độc Phương Tâm Kinh thành thượng trung hạ. Liễu Thiên Thiên dương mắt nhìn thoáng qua Sở Trần, cứ như vậy, cô lại tiếp tục duy trì niệm niệm về phần hạ của Độc Phương Tâm Kinh. Như thế nào, không muốn sao? Sở Trần ân cần hỏi, có phải học Độc Phương Tâm Kinh quá vất vả hay không? Không, tôi muốn.
Liễu Thiên Thiên vội vàng xua tay, đồng thời lui về phía sau vài bước, sợ Sở Trần đổi ý kế tiếp. Sở Trần nhắc nhở Liễu Mạn Mạn một vài kỹ xảo song tiên nhập thần, Liễu Mạn Mạn cũng học rất nghiêm túc. Hai chị em tuy là song sinh, còn có danh xưng ma nữ song sinh, nhưng Sở Trần hiểu được, danh hiệu ma nữ, toàn bộ đều chỉ vào Liễu Thiên Thiên, nhu tình như nước trên người Liễu Mạn Mạn phần lớn đến từ Liễu Như Nhạn. Không bao lâu, Liễu Như Nhạn đứng lên, buông kéo cắt hoa xuống, nhẹ nhàng vỗ nhẹ một chút bụi bặm trên áo, con ngươi nhìn Sở Trần, thảo phạt của đám nghĩa sĩ này, người nghĩ ra cách ứng phó chưa? Ta nắm chắn sẽ để bọn họ im miệng, Sở Trần nói, Liễu tỷ tỷ, vào phòng nói chút chuyện. Bút trong tay Liễu Mạn Mạn dừng lại một chút, con ngươi Liễu Thiên Thiên mở to, càng ngày càng trắng trợn a. Liễu Như Nhạn cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, xoay người trở về phòng, Sở Trần khẩn cấp đi theo, trở tay đóng cửa lại. Cặp song sinh Liễu ra hai mặt nhìn nhau. Trong phòng, Sở Trần lấy ra ốc biển nhỏ, Liễu tỷ tỷ, tỷ đã từng thấy qua thứ này chưa? Liễu Như Nhạn tiếp nhận tốc biển nhỏ, một lúc lâu sau, bất ngờ vô cùng, trên mặt ốc biển nho nhỏ lại khắc nhiều pháp ván trận pháp như vậy, thủ đoạn gì quả thực chưa từng nghe thấy. Vậy chính là chưa từng thấy qua. Sở Trần âm thầm thở dài, anh vốn tưởng rằng Liễu tỷ tỷ trộm hết thiên hạ, có lẽ sẽ gặp qua thứ tương tự. Người từ đâu có được? Liễu Như Nhạn rất tò mò, cảm giác được con ốc biến nhỏ này rất không tầm thường. Nó đến từ hòn đảo cấm kỵ. Sở Trần nói, lập tức, nói chuyện của trạm mục tư và lực lượng đảo cấm kỵ chuyển cho Liễu Như Nhạn. Vẻ mặt Liễu Như Nhạn dần dần ngưng trọng lại. Nếu trạm mục tư nói là thật, như vậy, đối với giới võ giả mà nói, tùy thời có thể nhấc lên một hồi tai nạn. Lực lượng đảo cấm kỵ một khi đăng nhập, tất sẽ nghiền ép võ giả giới. Nhất là, dưới tình huống cường giả khí thức cảnh của tứ đại tông phái giới võ giả hiện giờ đều bị vây ở đảo cấm kỵ, càng thêm khó chống cự. Cho nên, sắp tới ta sẽ ra biển, tìm được đảo cấm kỵ, nghĩ cách cứu các sư phụ. Sở Trần nói, ốc biển nhỏ này, cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc, ta đối với nó cũng không thể buông tay. Liễu Như Nhạn lắc đầu, chợt nói, khi nào ngươi ra biển, nhớ dẫn theo ta, ta thuận tiện đi du lịch. Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn. Anh hiểu ý của Liễu Như Nhạn, cô muốn cùng anh ra biển cứu sư phụ. Sở Trần trong lòng ghi nhớ phần tình này, phải biết rằng, ra biển phải đối mặt, là lực lượng của đảo cấm kỵ thần bí mà cường đại, mặc dù Liễu Như Nhạn là khí thức cảnh, cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, dù sao cường giả bị vây bên trong, tất cả đều là khí thức cảnh. Được, Sở Trần không nói thêm gì, có những lời này của Liễu tỷ tỷ, tương lai Liễu tỷ tỷ gặp phải khó khăn gì, anh sẽ phải bất chấp nguy hiểm. Trước khi rời khỏi phòng, Sở Trần lần nữa bố trí cho Liễu Như Nhạn một cái động tiên. Chị em Liễu ra nhìn Sở Trần theo thói quen trèo tường rời đi. Trong phòng, cô thật lâu không thấy động tĩnh. Lúc Sở Trần trở lại biệt thự tổ ấm nhỏ bóng đêm đã rất sâu, không quấy rầy Tống Nhan, Sở Trần bố trí cho mình một cái động tiên, tiến vào bên trong, lập tức lấy ra ốc biến nhỏ, anh hy vọng mượn ưu thế của động tiên để nghiên cứu bí mật của ốc biến nhỏ. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, lúc Sở Trần từ động tiên đi ra đã là giữa trưa, bên bờ hồ Tống, Thiên Bảo đạo sĩ cười tủm tỉm nhìn anh. Đã đến giờ vẽ bùa, lại là một ngày nhàm chán, nhưng, Sở Trần cảm giác khoảng cách của mình cách nắm giữ bùa trấn hồn lại tiến thêm một bước, đồng thời, uy lực công kích trên âm luật cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa, khiến Sở Trần bất ngờ chính là, hôm nay Tống Nhan lại không đến công ty, bởi vậy, Tống Nhan ở nhà nghỉ ngơi cũng không có được nghỉ ngơi tốt. 7 giờ tối. Tống Nhan mạnh mẽ ngồi lên giường, lộ ra vai ngọc trắng nõn, hỏng rồi, chúng ta sắp trễ rồi. Sở Trần kéo tay Tống Nhan, trễ cái gì? Tối nay là ngày đính hôn của Tiểu Cẩn và Ninh Tử Mặc, em không nói với anh sao? Tống Nhan suy nghĩ một chút, hình như cô thật đúng là chưa nói. Nửa giờ sau, 7 giờ rưỡi, Tống Nhan lái xe, hai người đi tới khách sạn Hoa Đằng ở Dương Thành. Đối với Tống Nhan mà nói, ý nghĩa của nơi này có chút đặc biệt. Chính là ở chỗ này, Tiền lão gia đột nhiên nhằm vào vấn đề chứng minh thư của Sở Trần làm khó anh, cũng là ở chỗ này, thân phận thái tử gia tập đoàn nghìn tỷ của Sở Trần chính thức bị bại lộ, tuy rằng những ngày sau đó, Sở Trần vẫn như cũ không có rời khỏi Tống gia, nhưng đối với những người còn lại mà nói, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Tống Nhan bỗng nhiên phục hồi tinh thần, Sở Trần, em có một vấn đề muốn hỏi anh một chút. Chuyện gì? Sở Trần đang dùng điện thoại trao đổi với Giang Khúc Phong. Anh gửi ảnh chụp của ốc biển nhỏ cho Giang Khúc Phong, bảo hắn tra cứu tư liệu cục đặc chiến một chút, xem có thể phát hiện ra gì hay không.
Cha mẹ anh, bọn họ không phải đã sớm nói muốn đến thăm anh sao? Tống Nhan rốt cục nói ra nghi vấn trong lòng. Chuyện đã trôi qua lâu như vậy, cha mẹ Sở Trần vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến Tống Nhan nhìn không được suy nghĩ lung tung, là bọn họ thật sự quá bận rộn, hay là bọn họ đối với Tống gia bất mãn, đối với cô không hài lòng. Sở Trần bất đắc dĩ lắc đầu, mấy ngày trước anh hỏi nhị thúc, bọn họ còn đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Cũng không biết mình có phải là con ruột hay không. Ánh mắt Sở Trần bay ra ngoài cửa sổ, anh có loại cảm giác, đến cuối cùng phỏng chừng vẫn là Sở Trần nhỏ tìm mẹ. Bóng đêm nhàn nhạt bao phủ Dương Thành, trước cửa đại khách sạn Hoa Đằng, xe cộ một đường xếp thành hàng dài. Xe của Sở Trần cách khách sạn Hoa Đằng khoảng 500 mét liền cơ hồ không nhúc nhích được. Ngày gì vậy? Sở Trần giật mình, hôm nay chỉ là Ninh Tử Mặc đính hôn, cũng không phải kết hôn, lại đại chiến lớn như vậy. Tống Nhan cũng cảm thán, thật không hổ là thiên nam đệ nhất thế gia, Ninh Tử Mặc là con trưởng của gia chủ Ninh gia, hôn lễ của cậu ấy, đương nhiên là toàn thành chú ý. Khoảng cách 500 mét không dài, chúng đi bộ qua đi. Sở Trần đề nghị, nhưng xe của chúng ta, Tống Nhan bất đắc dĩ, lúc này liền đặc biệt nhớ Tống Thu, nếu Tống Thu lái xe, có thể để Tống Thu chậm rãi chờ, bọn họ đi qua trước. Tống Thu ở xa doanh trại hắt hơi một cái. Không sao, để anh xử lý. Sở Trần gọi điện thoại cho Ninh Tử Châu, Ninh Tử Mặc lúc này hẳn là vội vàng chiêu đãi khách quý không thoát thân được, Tiểu Châu. Sau khi điện thoại kết nối, Sở Trần báo vị trí của mình, rất nhanh, Ninh Tử Châu liền dẫn theo một nhân viên bảo vệ tới, sau khi giao xe cho bảo vệ, ba người đi bộ đi tới khách sạn Hoa Đằng. Tiểu Châu, đêm nay thật náo nhiệt a, không thế không nói, Ninh gia các người thế diện chính là lớn. Sở Trần vừa đi, vừa cảm thán. Ninh Tử Châu nhìn anh một cái, tối nay, rất nhiều người không mời mà đến, đều là bởi vì thúc. Sở Trần giật mình, đính hôn chính là Ninh Tử Mặc, có liên quan gì đến anh? Tống Nhan khó hiểu, thần sắc mang theo nghi vấn nhìn Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu nói, trong mắt người khác, hôn sự này của anh trai cháu và chị dâu, phần lớn là do Sở thúc thúc đấy, từ lúc tin tức hôn lễ của bọn họ truyền ra ngoài, đã có truyền thông tung tin, thối phồng địa vị của Sở thúc trong hôn lễ này, cho nên, tất cả mọi người đều đạt thành một sự đồng thuận, đến tham gia hôn lễ của Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cần, chính là thể diện, nhất là tên tuổi lớn trong giới giải trí. Sở Trần lại có quan hệ với giới giải trí. Tống Nhan nhìn thoáng qua Sở Trần, cô đương nhiên biết đoạn thời gian trước do lưu lượng thiếu thịt tươi Trương Tiên gây ra một hồi náo loạn, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại, Tống Nhan cũng không để ở trong lòng. Ninh Tử Châu đếm tên mấy tên của các đại gia trong giới giải trí, Tống Nhan cảm thấy khó tin, bọn họ lại nể mặt Sở Trần như vậy. Tống Nhan nhìn Sở Trần, không, không phải nể mặt Sở Thúc, là bọn họ muốn ở trước mặt Sở Thúc cọ mặt mũi. Ninh Tử Châu nghiêm túc nói, mỗi một tên tuổi lớn có mặt đều đặt tư thái của mình xuống rất thấp. Ninh Tử Châu cũng ý vị thâm trường nhìn Sở Trần. Trương Tiên là một bài học đẫm máu, đằng sau Sở Trần không chỉ đơn giản là ông chủ lớn. Đám tên tuổi lớn trà trộn vào giới giải trí, xem xét thời thế này, chưa bao giờ thua người khác. Còn có hai người năm nay vừa mới nắm giữ Vương Ca Vương Hậu, chủ động đề nghị tối nay có thể hát miễn phí cho cô dâu chú rể. Tôi không ở trong giới giải trí, nhưng trong giới giải trí lại lưu truyền truyền thuyết của tôi, Sở Trần hiện tại chính là loại cảm giác này. Sở Trần có mặt quả thật dẫn đến chấn động, Ninh Tử Mặc và Dương Tiếu Cấn đứng ở cửa nghênh đón, không ít đèn flash điên cuồng lóe lên. Sở Trần nắm tay Tống Nhan, khuôn mặt vẫn duy trì mỉm cười, sau khi chúc mừng Ninh Tử Mặc, dưới sự dẫn đường của Ninh Tử Châu, đi vào một gian phòng riêng. Trong phòng, có bạn tốt nhất của Dương Tiểu Cần, Tiêu Lãng. Còn có mấy trưởng bối Ninh gia, bao gồm cha của Ninh Tử Mặc, Ninh Quân Ngạn. Ninh Quân Ngạn hôm nay thần sắc cũng mừng giờ, nụ cười đầy mặt, giữa cha con đã giải trừ khoảng cách, hiện giờ loại trạng thái này, là thời điểm ông vui vẻ nhất gần 10 năm qua. Sau khi hàn huyên với nhau, mỗi người đều ngồi xuống. Điện thoại của Sở Trần lúc này rung lên, Giang Khúc Phong gửi tin nhắn tới. Tinh thần Sở Trần bỗng nhiên chấn động, có phát hiện mới, trong tin nhắn của Giang Khúc Phong. Nói cho Sở Trần biết, có một trưởng bối của Thiên Võng Điện đã từng ra biến, đến một hòn đảo, trên đảo có một đám người, bọn họ mỗi ngày đều thu thập vỏ sò, ốc biến các loại vật cứng, trên đó khắc đủ loại hoa văn, cũng giống như trận pháp ngươi nói, đám người này có thể lợi dụng vỏ sò ốc biển ở vùng biến mênh mông tiến hành trao đổi, mặc dù cách nhau rất xa. Ở khu vực tín hiệu vệ tinh phía trên đỉnh đầu không cách nào bao trùm, truyền tin trao đổi như vậy, không thể nghi ngờ tương đối thần khí.
Liên tưởng đến lời nói của Trạm Mục Tư, Sở Trần lúc này nghĩ đến, ốc biển nhỏ trong tay anh, có thể cùng người của hòn đảo kia cũng có liên quan hay không? Kiểm tra tọa độ của hòn đảo, Sở Trần lập tức trả lời tin nhắn. Giang Khúc Phong cũng không làm Sở Trần thất vọng, lập tức báo tọa độ, hơn nữa còn nói cho Sở Trần, lúc ấy vị trưởng bối Thiên Võng Điện kia khi ra biển đuối giết hải tặc bị lạc hướng, cho nên hắn chỉ nhớ kỹ đại khái tọa độ, hơn nữa, vị trí cụ thể của đảo cũng không dễ tìm. Sở Trần hiểu được, cảm ơn Giang Khúc Phong, đây là một đầu mối giá trị thiên kim, ít nhất, mục đích đầu tiên anh ra biến xác định. Bởi vì khắp nơi trên đảo đều chất đống vỏ sò, Giang Khúc Phong khi trao đổi với Sở Trần, vẫn gọi hòn đảo kia là đảo vỏ sò. Vị trí tọa độ Giang Khúc Phong là thông qua hậu đài cục đặc chiến gửi tới, trên bản đồ hậu đài cục đặc chiến, lưu trữ bản đồ toàn cầu, trong đó có một bản đồ vùng biển, ghi lại tọa độ của lượng lớn thế lực vùng biển. Sở Trần nhìn thoáng qua, vừa định rời khỏi hậu đài cục đặc chiến, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tống Nhan bên cạnh, nhìn không được thông qua hậu đài gửi một tin nhắn cho nhị thúc Sở Khai Bình, nội dung đơn giản ngắn gọn, hỏi thám động thái của cha mẹ. Rất nhanh, Sở Khai Bình trả lời, ngày tối nay, bọn họ ngồi trên du thuyền, hẳn là hành trình cuối cùng của bọn họ trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới lần này, bọn họ muốn đi du thuyền về nước, phỏng chừng phải hơn nửa tháng. Du thuyền, Sở Trần đối với hai chữ này đặc biệt mẫn cảm, sắc mặt hơi biến ảo một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, du thuyền vượt biển có lộ tuyến an toàn cố định, cùng thế lực vùng biển phân bố lệch lạc rất xa, hơn nữa, đầu năm nay, du lịch bằng tàu du lịch đã rất phổ biến, hệ số an toàn cũng cao. Chẳng qua, hơn nửa tháng mà nói, có thể hay không lúc mình vừa mới ra biển, bọn họ liền lên bờ, cha mẹ con hoàn mỹ bỏ lỡ, Sở Trần cho Tống Nhan xem ghi chép cuộc trò chuyện giữa anh và Sở Khai Bình. Tống Nhan suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi, tại sao anh không liên lạc trực tiếp với cha mẹ? Sở Trần ngẩn ra, cho tới nay, anh cũng không hỏi, nhị thúc cũng không nói, hình như là quen rồi. Một lúc lâu sau, Sở Trần lắc đầu, bỏ đi, chờ bọn họ trở về rồi nói sau. Ngay tại khách sạn Hoa Đằng Dương Thành vô cùng náo nhiệt, xa xôi ở Thục Thành, núi Thanh Thành, đại điện phái Thanh Thành, cũng náo nhiệt. Không giống chính là, nơi này náo nhiệt, là lòng đầy căm phẫn, kích động, giận không kiềm được. Giới võ giả, chính nghĩa mãi mãi sẽ không vắng mặt. Thực lực của cửu huyền môn cường đại hơn nữa, nhưng toàn bộ giới võ giả, không phải một nhà hắn định đoạt, càng không phải bọn họ muốn giết ai, liền giết ai. Chuyện đội ngũ chiến Long Đảo bị giết không xử lý tốt, về sau cửu huyền môn kiêu ngạo sẽ càng thêm kiêu ngạo. Ta tin, chiến Long Đảo, phái Bắc Đảo cùng với Đạt Ma Sơn đều sẽ tỏ thái độ, nhưng chúng ta cũng không thể không lên tiếng. Một đạo sĩ lông mày râu bạc trắng đứng lên, cửu huyền môn hung hãn tàn bạo, chúng ta cho dù liều mạng này, cũng phải đòi một lời giải thích. Những người còn lại nhao nhao phụ họa, chúng ta cùng Bạch Mi đạo trưởng cùng tiến lui. Bạch Mi đạo trưởng từng là trưởng môn phái Thanh Thành. Sau khi lớn tuổi đã lui vị nhường chức, địa vị của ông ta trong giới võ giả cực cao, lần này, phái Thanh Thành cũng là quân chủ lực lên tiếng phê phán cửu huyền môn, Bạch Mi đạo trường một lần nữa xuất núi, muốn Sở Trần cùng cửu huyền môn giải thích. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đến Thiền Thành. Bạch Mi đạo trưởng giải quyết dứt khoát, đồng thời, vùng đất Thần Châu, các đại môn phái, lão trưởng bối nhao nhao xuất núi, đều tỏ vẻ muốn vì chính nghĩa mà đứng lên. Tựa hồ sớm thương nghị xong, nhao nhao đến Thiền Thành. Tin tức cũng nhanh chóng truyền ra. Trong lúc nhất thời, giới võ giả, tiếng gió ầm ầm, mưa gió sắp tới. Mà lúc này, khách sạn Hoa Đằng ở Dương Thành, múa hát tưng bừng, án mừng vô cùng, tạo thành bầu không khí hoàn toàn khác. Mọi người ở Dương Thành đều chúc mừng Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cẩn. Sở Trần cũng cùng Tống Nhan nắm tay nhau đi ra khỏi phòng riêng, thưởng thức tiết mục trong đại sảnh. Thần sắc thoải mái. Mãi đến khi Giang Ánh Đào gọi điện thoại tới, căn cứ tình báo trước mắt, đã có hơn 20 lão tiền bối của đại phái chính thống chuẩn bị sáng sớm ngày mai xuất phát, đi tới Thiền Thành, đòi anh giải thích. Ngữ khí Giang Ánh Đào vẫn là rất thoải mái, anh dự định làm như thế nào? Video do Tiếu Phong ghi lại đã chuẩn bị xong, có muốn tung ra hay không? Cái gọi là nhân sĩ chính nghĩa, sau khi video này được tung ra, đương nhiên sẽ câm miệng. Sở Trần híp cười, không vội. Nếu bọn họ muốn đến Thiền Thành, vậy để cho bọn họ đến đây, cô nắm chắc thời gian, ngay sau khi bọn họ đi tới Thiền Thành, hội tụ ở nhà tôi. Đó sẽ là hiện trường chết cỡ lớn. Giang Ánh Đào mỉm cười, cô đối với cái gọi là chính nghĩa không vắng mặt này cũng cực kỳ không ưa,
nếu Sở Trần chuẩn bị trừng phạt bọn họ một chút, Giang Ánh Đào đương nhiên rất vui vẻ chấp hành. Sở Trần cũng không có để khúc nhạc dạo ngắn này ở trong lòng, sau khi yến tiệc đính hôn kết thúc, lập tức lên đường trở về. Ngày hôm sau, lúc 10 giờ sáng, sân bay Dương Thành. Một đám hành khách ăn mặc quái dị thu hút sự chú ý của không ít người, chính là đệ tử phái Thành Thanh, mặc trang phục của phái Thanh Thành, dẫn đầu chính là Bạch Mi đạo trưởng. Giờ này khắc này, Bạch Mi đạo trưởng lưng thẳng tắp, ánh mắt như ngọn đuốc, khuôn mặt nghiêm túc, sải bước đi ra ngoài sân bay. Đến rồi, đến rồi. Trong thiên hạ không có tường thành kín không kẽ hở, rất nhanh tin tức nhanh chóng truyền ra. Giới võ giả Thiền Thành, cửu huyền môn lần này thật sự dẫm lên sấm sét rồi. Đó là bởi vì bọn họ quá mức càn rỡ, tôi ngược lại muốn xem, bọn họ ứng phó với chất vấn của các đại môn phái như thế nào. Ha ha, tôi đã sớm nói qua, Sở Trần cao giọng như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Không ít người đều chờ xem chuyện cười của cửu huyền môn, hoặc là nói, xem chuyện cười của Sở Trần, bởi vì trưởng bối các đại môn phái đến Thiền Thành, mà không phải trực tiếp đến cửu huyền môn, ý đồ liền rất rõ ràng, mũi nhọn chỉ về phía thiếu chủ cửu huyền, Sở Trần. Trong khách sạn, Bạch Mi đạo trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần. Giữa trưa, đạo trưởng, các đại môn phái cơ hồ đều tề tụ ở Thiền Thành rồi. Có người đến bẩm báo. Bạch Mi đạo trưởng đột nhiên mở mắt, lạnh lùng cười, ta ngược lại muốn nhìn xem, Sở Trần có dám giết chết chúng ta hay không. Thiên Sơn Song lão nói, nếu Sở Trần không cho một lời giải thích, bọn họ liền dựa vào Tống gia không đi, liền xem Sở Trần có thể làm gì bọn họ. Có bản lĩnh giết chết chúng ta. Bạch Mi đạo trưởng đứng lên, khí thế sắc bén, xuất phát. Đệ tử phái Thanh Thành, chậm rãi, xuất phát về phía Tống gia. Các môn phái, không bỏ lại người sau. Không ai đến sớm, tựa hồ đều tính chính xác thời gian, cơ hồ cùng lúc đi tới Tống gia. Cửa Tống gia mở rộng, nhân viên bảo vệ ngồi trong phòng ngẩng đầu nhìn thoáng qua những người này, không nói gì, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Đông đảo võ giả, khí thế của bọn họ còn chưa đủ hung mãnh sao? Bảo vệ Tống gia cư nhiên hoàn toàn không để bọn họ ở trong mắt. Hừ, như vậy có thể thấy được trong mắt Sở Trần không coi ai ra gì. Bạch Mi đạo trưởng ngẩng đầu dẫn đầu cất bước đi vào. Những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Sở Trần, ra đây. Các đại môn phái, khí thế như cầu vồng, trong đó lão tiền bối chiếm đa số. Ngay cả cường giả Tam Tông cũng bại trong tay cửu huyền môn, chứ đừng nói bọn họ, luận thực lực mà nói, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Trần. Nhưng hôm nay, bọn họ muốn luận về lai lịch, nói chung, cậy mình nhiều tuổi, bọn họ đều chắc chắn, nhiều lão tiền bối trong giới võ giả như vậy xông tới cửa, Sở Trần tuyệt đối không dám động thủ với bọn họ. Chúng ta là vì chính nghĩa mà đến. Rất thích câu này, công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Tán thưởng cho Bạch Mi đạo trưởng phái Thanh Thành, các môn phái, hùng hổ xông vào Tống gia. An ninh Tống gia đã sớm được thông báo. Đối với võ giả hôm nay xông vào Tống gia, không để ý tới, dù sao, bọn họ cũng ngán không được đám lão tiền bối này. Người đến thật nhiều a. Phòng bảo vệ có hai nhân viên bảo vệ, một trong số đó cảm khái. Chú, chúng ta thật sự để cho bọn họ đi vào như vậy sao? Còn có một gương mặt trẻ tuổi, là vừa mới từ nông thôn đi lên, được người trung niên lớn tuổi dẫn theo. Chỉ là những lão già như vậy, làm sao có thể là đối thủ của cậu ba chúng ta? Bảo vệ lớn tuổi còi ha hả, cháu không biết, trước khi cháu đến, võ giả các môn phái từng xông vào Tống gia một lần, lúc ấy đội ngũ bảo vệ chúng ta dốc hết toàn lực ngàn không được, nhưng cậu ba vừa ra tay, cháu đoán xem thế nào. Thế nào, cậu nhóc trẻ tuổi vội vàng hỏi, hắn đối với công việc bảo vệ cổng này rất bài xích, nhưng vừa nghe nói là làm bảo vệ ở Tống gia, hắn điên cuồng tới. Mấy trăm người a, ít nhất nám trăm người đi, tất cả đều bị cậu ba ném vào hồ Tống. Cục diện kia, hoành tráng cỡ nào? Thanh niên trẻ tuổi kinh hãi, vậy, những người hôm nay, có thể hay không cũng bị ném xuống hồ Tống? Thật khó nói, hôm nay đến là lão gia hỏa, ta cảm giác như là chạm vào đồ sứ. Đại sảnh Tống gia, Bạch Mi đạo trưởng cùng đệ tử phái Thanh Thành đầu tiên đạp cửa xông vào. Lúc đi về phía trước, Bạch Mi đạo trưởng ngây người. Trên mặt bàn lại để không ít trái cây, cam, có lê, có bưởi. Còn có dưa hấu đã bổ, lại còn có hoa quả chiêu đãi. Chúng ta tới có phải Tống gia không? Mọi người hai mắt nhìn nhau, ngược lại không có ai di chuyển những loại trái cây này. Bọn họ đến thảo phạt Sở Trần, tuyệt đối không tiếp nhận ân huệ nhỏ này của Sở Trần. Thậm chí có người cười lạnh, Sở Trần sẽ không ngây thơ cho rằng,
chuẩn bị một ít hoa quả, liền có thể làm nguôi lửa giận trong lòng chúng ta đi. Có người đi tới, hung hăng xì một tiếng về phía hoa quả trên mặt bàn. Sở Trần đâu, sao còn chưa ra, vừa dứt lời, có người cất bước đi vào đại sảnh. Người tới chính là Sở Trần, bên cạnh còn có Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng. Từng đạo ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Sở Trần. Khi cảm nhận được khí tức cường đại trên người ba người toát ra, không ít võ giả trong lòng đánh trống bỏ cuộc, có thể hay không quá kích động, ngộ nhớ cửu huyền môn thật sự động thủ. Lão tiền bối giới võ giả tới thật sự không ít, bên người Sở Trần, khóe miệng Thiên Bảo đạo sĩ lạnh lùng, chỉ nói về bối phận, hắn cũng không nhỏ hơn võ giả ở đây. Thiên Bảo đạo sĩ, người hẳn là rõ mục đích chúng ta tới. Bạch Mi đạo trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí sắc bén, Chiến Long đảo mặc dù cùng cửu huyền môn oán hận kéo dài, nhưng oán không phải đến chết, vì sao cửu huyền môn lại thủ đoạn độc ác như thế, đẩy người vào chỗ chết. Các ngươi ai có thể chứng minh, võ giả Chiến Long đảo chết là do cửu huyền môn gây ra? Chu Đại Tráng thản nhiên hỏi ngược lại, đã sớm đoán được các ngươi sẽ nói như vậy. Thật sự cho rằng chết không có chừng cớ là được rồi sao? Đội ngũ Chiến Long đảo dẫn đầu là Trạm Lôi Đình đứng đầu bảng xếp hạng tông sư, còn có cường giả Trục Lãng Tam Tiên. Trong thiên hạ, ngoại trừ cửu huyền môn, còn có ai có thể giết được bọn họ? Mặc dù chúng ta không tận mắt chứng kiến, thế nhưng, đây là đáp án mà đứa trẻ 3 tuổi đều có thể dễ dàng phân tích ra. Bạch Mi đạo trưởng cười lạnh, các ngươi đều nghe thấy thanh âm của võ giả sao? Không phải là suy đoán của hai người, đây là sự đồng thuận đạt được của cả giới võ giả. Hiện tại, các ngươi có thể nói một chút, phải làm thế nào cho võ giả các phái chúng ta một cái công đạo đi. Chúng ta không muốn sống một cuộc sống lo lắng mỗi ngày và có thể bị tàn sát bất cứ lúc nào. Chư vị quả nhiên nhìn rõ mọi việc, điện thoại của Sở Trần rung lên một chút, biết rằng Ánh Đào đã gửi video, lúc này mỉm cười, nhưng, tôi vừa mới nhìn thấy một video, không biết chư vị xem thế nào. Giang Ánh Đào tải video lên nền tảng là một nền tảng giao lưu tụ tập không ít võ giả. Giờ này khắc này, các võ giả đều đang tập trung tình huống lão tiền bối các phái xâm nhập Tống gia, suy đoán kết quả cuối cùng, có người cảm thấy Sở Trần sẽ thỏa hiệp, có người suy đoán Sở Trần sắp đại khai sát giới. Đột nhiên, một bài đáng mới xuất hiện, thu hút sự chú ý của nhiều người. Chủ đề của bài viết rất nổi bật, võ giả còn sống của Chiến Long đảo chính thức lên tiếng, nói rõ chân tướng. Có người may mắn sống sót, muốn lừa tôi nhắn vào, đừng mơ, nhưng vẫn có người theo bản năng nhấn vào, đồng thời mở video ra. Bao gồm một vài võ giả hiện giờ ở đại sảnh Tống gia, cũng theo bản năng lấy điện thoại ra mở ra xem. Tôi là Trạm Mục Tư, đệ tử Chiến Long đảo. Góc nhìn Tiếu Phong lựa chọn, Trạm Mục Tư thần sắc bình tĩnh, sau lưng là một cái giường, thoạt nhìn vô cùng gọn gàng, sau khi từ Thanh Phong quan ra, bởi vì thân thể của tôi không thoải mái. Rời đội, nhưng không nghĩ tới, ngay khi tôi rời khỏi đội, Trạm Mục Tư không có cách nào bình tĩnh, thanh âm run rẩy, toàn bộ đội ngũ Chiến Long đảo đều bị tàn sát. Tôi may mắn tránh thoát một kiếp, cũng nghe nói một vài lời đồn đãi trong giới võ giả, ở đây, tôi chính thức thanh minh, sát hại đội ngũ Chiến Long đảo không phải cửu huyền môn, mà là thế lực đến từ giới võ giả nước ngoài. Bạch Mi đạo trưởng trợn tròn mắt, tất cả mọi người ở đây cũng nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt Trạm Mục Tư toát ra cảm kích, ngược lại, là cửu huyền môn cứu tôi, Sở Trần dàn xếp ổn định cho tôi, không để cho tôi bị kẻ địch làm hại. Ở đây, tôi không chỉ phải nói rõ chân tướng với giới võ giả, còn phải cảm tạ Sở Trần, cảm tạ hắn không kể hiềm khích trước kia, cứu mạng tôi. Toàn bộ hội trường im lặng, toàn bộ nền tảng rơi vào im lặng, không có bài đảng mới nào xuất hiện trong vòng một phút. Mắng Sở Trần lâu như vậy, thì ra chú hề là chính bọn họ. Chính nghĩa sẽ không bao giờ vắng mặt, lại nghĩ đến những lời này, có loại cảm giác bị đánh vào mặt. Bạch Mi đạo trưởng cả người không nhúc nhích, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, nếu có cái khe, ông ta sẽ nghĩ cách chui vào trước. Ở lại quá mất mặt, giờ này khắc này, khuôn mặt có cảm giác nóng bỏng, không chỉ là Bạch Mi đạo trưởng, còn có mỗi người ở đây. Thảo phạt Sở Trần sai chỗ nào rồi? Chiến Long đảo không phải do cửu huyền môn hại. Ngược lại Sở Trần là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Các vị tiền bối, không biết, các người vừa nói, muốn tôi giải thích cho các người cái gì? Sở Trần mỏ, miệng, phá vỡ bình tĩnh, từng gương mặt già nua ngơ ngác bất động, Tống gia đại sảnh, từng khuôn mặt giống như cứng ngắc, không nhúc nhích, xấu hổ đến cực điểm. Bọn họ hôm nay hùng hồ mà đến, đương nhiên không phải vì động thủ với Sở Trần,
bọn họ muốn đứng ở góc độ chính nghĩa, lấy thân phận trưởng bối giới võ giả, giận dữ mắng Sở Trần cùng Cửu Huyền Môn, nhưng lời chỉ trích đầy bụng bọn họ còn chưa kịp nói ra, liền bị giáng một gậy vào đầu. Tin tức lan truyền quá nhanh, rất nhanh tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn thấy video này. Sự đảo ngược này khiến họ bất ngờ. Cả đám nhìn Sở Trần, nói không nên lời. Người tới gần đại sảnh càng quyết đoán lựa chọn rút lui, xám xịt chạy đi. Người khác có thể trực tiếp lui lại, nhưng Bạch Mi đạo trưởng không được. Bạch Mi đạo trưởng cùng các đệ tử phái Thanh Thành đang ở trước mắt Sở Trần, giờ này khắc này, ánh mắt Sở Trần cũng đang nhìn chăm chú vào Bạch Mi đạo trưởng. Bạch Mi đạo trưởng thật hy vọng mình hiện tại có thể ngất đi, lúc tỉnh lại đã ở trên núi Thanh Thành, không cần đối mặt với cục diện kế tiếp. Hồi tưởng lại lời mình vừa nói, Bạch Mi đạo trưởng cảm thấy khuôn mặt già nua này nóng bừng. Đúng rồi, không biết vị lão tiền bối này xưng hô như thế nào. Sở Trần thần sắc cung kính, vãn bối đương nhiên sẽ nghe lão tiền bối dạy dỗ. Để cho ngươi cậy già lên mặt, khuôn mặt Bạch Mi đạo trưởng kịch liệt biến ảo vài cái, hít sâu, chắp tay về phía Sở Trần, thất lễ rồi. Một khắc cũng không muốn ở lại, Bạch Mi đạo trưởng nhanh chóng xoay người, bước chân rất nhanh, vội vàng rời khỏi đại sảnh tống ra. Đệ tử phái Thanh Thành giải tán lập tức, các môn phái khác lại cúi đầu rời đi. Đại sảnh to như vậy, rất nhanh liền trở nên trống rỗng. Hôm nay đám lão gia hỏa này chính là mất mặt rồi. Chu Đại Tráng cười ha ha, cảm giác vô cùng vui, bình thường cũng không ai dám trêu chọc đám người cậy mình nhiều tuổi này, bọn họ luôn cho rằng mình là lão tiền bối trong giới võ giả, có thể tùy tiện đứng ra khoa tay múa chân. Thiên Bảo đạo sĩ cũng nở nụ cười, nhìn thoáng qua Sở Trần, nhưng hôm nay, ngươi chính là triệt đế đắc tội đám lão gia hỏa này, bọn họ về sau nhất định sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Sở Trần buông tay, để cho bọn họ thả ngựa qua đây. Sở Trần buông tay, để cho bọn họ thả ngựa qua đây. Sắp xếp hôm nay, Sở Trần là cố ý làm. Đối phương nếu thế tới hùng hổ, phản kích của anh đương nhiên phải trực tiếp đánh chúng bảy tấc. Lão tiền bối các môn phái sau khi rời khỏi tống gia, trước tiên chính là đi tới sân bay. Chạy trốn nhanh nhất có thể. Trang viên Liễu gia, Liễu Thiên Thiên cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua video, hừ hừ một tiếng. Khó trách chắc chắn như vậy, thì ra tất cả đều nằm trong tay anh ta, loại nam nhân này quá giảo hoạt. Đây không phải là giảo hoạt, là bày mưu tính kế. Liễu Mạn Mạn cảm thán, Sở Trần thật sự là một mình đùa bỡn các đại môn phái trong lòng bàn tay. Đám lão gia hỏa này bình thường chính là cậy mình nhiều tuổi, Sở Trần lần này cũng dạy cho bọn họ một bài học. Liễu Như Nhạn thản nhiên cười, lần này hẳn là có thể dừng lại một thời gian. Liễu Thiên Thiên nhìn cô, ánh mắt mang theo ý vị thâm trường. Cô chưa từng nói điều gì tốt cho đàn ông, Sở Trần chính là không giống. Thế lực ở nước ngoài thực sự khủng khiếp. Liễu Mạn Mạn chú ý đến một điểm khác, thần sắc nghiêm trọng, lực lượng như chiến long đảo, thực lực như chạm lồi đình, lại nói giết liền giết. Mặc kệ hắn, bọn họ đấu thế nào cũng là ở nước ngoài. Liễu Thiên Thiên thốt lên, đừng quên, bây giờ họ đang giết người ở Thiền Thành, điều này cho thấy mục tiêu của họ không chỉ ở nước ngoài. Liễu Mạn Mạn bỗng nhiên nói, Sở Trần có thể gặp nguy hiểm hay không? Con người Liễu Như Nhạn nhìn về phía Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn sau đó nói, tuy rằng chị không biết nguyên nhân thế lực nước ngoài giết đội ngũ Long Đảo, nhưng hôm nay xuất hiện người sống sót, hơn nữa còn là Sở Trần cứu. Nếu thế lực nước ngoài muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn họ nhất định sẽ tìm tới Sở Trần. Chị nói rất có lý. Liễu Thiên Thiên tỏ vẻ đồng ý, nhưng, yên tâm, bên cạnh Sở Trần có cường giả Cửu Huyền Môn bảo vệ. Liễu Như Nhạn trở về phòng, sân nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh. Không bao lâu, cửa sổ phòng Liễu Như Nhạn mở ra, một đạo thân ảnh như lửa yến lướt qua biến mất. Tống gia, bên hồ Tống, lúc hoàng hôn, Sở Trần vừa mới kết thúc học tập âm luật, hai vị sư thúc tiến vào động tiên tu hành, bọn họ đều muốn trong vòng một tháng đột phá đến khí tức cảnh. Dọc theo bờ hồ đi ra bên ngoài, mấy ngày nay nguyên liệu bùa tiêu hao quá nhanh. Sở Trần cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến quán nhỏ Tinh La, nhập hàng. Đi ra khỏi cửa tiện tay chặn một chiếc xe đến phố cổ. Cuối phố cổ hơi tối tăm, tấm biển của quán nhỏ Tinh La nhìn qua mang theo hơi thở cũ kỹ. Sở Trần cất bước đi qua, chân dẫm lên nền xi măng vỡ nát. Trong đầu còn đang suy nghĩ về tạo ra bùa trấn hồn. 3. Chân Sở Trần dẫm lên một khối ngói trên đường, không biết từ đâu mà đến, bị Sở Trần dẫm vỡ thành hai khối. Sở Trần cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Trong một thời gian, gió trong những con hẻm nhỏ ở phố cổ dường như dừng lại. Không khí chợt có loại khí tức sắp ngưng đọng,
Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng. Một giây sau, Sở Trần trực tiếp cúi người, thuận thế lăn một cái, oanh oanh oanh. Âm thanh chấn động kinh thiên động địa, ba mũi tên nhọn từ sau lưng Sở Trần xuyên qua bắn tới, sau khi Sở Trần né tránh, tập trung mặt đất, hỗn bùn đất trên mặt đất trực tiếp bắn tung. Cung tiễn thủ, khuôn mặt Sở Trần khẽ biển đổi, anh nghĩ đến cái chết của đội ngũ chiến Long Đảo. Đối phương quả nhiên vẫn tìm tới cửa. Vừa rồi ba mũi tên kia, nếu mà không phải Sở Trần phản ứng nhanh chóng, nhất định thân mang trọng thương. Phải biết rằng, với thực lực hiện tại của Sở Trần, trong giới võ giả, ngoại trừ tông sư đỉnh phong ra, không ai là đối thủ của anh. Điều này có nghĩa là, ba mũi tên vừa rồi, có thể giết chết hơn 90% võ giả trong giới võ giả. Cung tiễn thủ đáng sợ. Sở Trần còn chưa kịp phán đoán vị trí cụ thể của đối phương, bên tai lại nghe thấy thanh âm cuồng phong cấp bách, mũi tên nhọn đánh tới. Cung tiễn thủ cấp bậc tông sư đỉnh phong. Điểm ấy Sở Trần ngược lại xác định, bởi vì đối phương nếu như là khí thức cảnh mà nói, trực tiếp khí thức chấn áp anh, dù cho chỉ có ngắn ngủn một giây, anh cũng tránh không thoát được mũi tên nhọn tập kích. Oanh, 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 Sở Trần quả thật không ngờ, mình lại gặp phải tập kích khi đi tới quán nhỏ Tinh La, nhưng, anh cũng không có hoảng hốt, sau khi video của trạm mục tư được tung ra, anh liền có chuẩn bị tâm lý, đối phương có thể sẽ tìm tới anh, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, không kiêng nế gì như vậy. Sau khi liên tiếp tránh né, Sở Trần trực tiếp trèo tường tiến vào hậu viện quán nhỏ La Tinh, chướng ngại vật rất nhiều, khí tức cung tiễn thủ tuy rằng đang tới gần, nhưng càng ngày càng khó bắn tiễn. Sở Trần quay đầu lại, cũng thấy được thân ảnh kia, là một người đàn ông trung niên hai mắt rất đặc biệt, nhìn qua tựa hồ có hai con ngươi, ánh mắt thâm thúy, sắc bén, trong tay cầm cung tiễn, sau lưng đeo không ít mũi tên sắc bén, tùy thời có khả năng dương cung bắn tên. Hai con ngươi của người đàn ông không chút hoang mang, tựa hồ căn bản không lo lắng Sở Trần có thể chạy thoát, từng bước đi về phía Sở Trần. Sở Trần đã tiến vào bên trong quán nhỏ Tinh La, ứng phó cung tiễn thủ tập kích, đương nhiên không thể cho đối phương tầm nhìn rộng cùng khoảng cách. Anh đang chờ đối phương tiến vào, chủ động phản kích. Tiễn thuật của hắn là vô song, đánh cận chiến, chưa chắc có thể cùng tiễn thuật của hắn có uy lực ngang nhau. Nói chuyện đi, thanh âm cung tiễn thủ truyền đến. Thanh âm lạnh nhạt, giao người ra, hôm nay người có thể sống sót trỏ, về, dùng mạng của hắn, đến đổi lấy mạng của ngươi. Sở Trần nở nụ cười, rất nhiều người tự tin có thể lấy tính mạng của ta, nhưng cuối cùng cũng không thể như ý. Cơ hội chỉ có một lần, thanh âm bình thản của đối phương mang theo kiêu ngạo, quả nhiên rất có phong cách thế lực nước ngoài. Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên, cơ hội của ngươi cũng chỉ có một. Ánh mắt cung tiễn thủ toát ra khinh thường, bỗng nhiên thu hồi cung tiễn trong tay. Đặt ở sau lưng, lập tức cất bước đi về phía quán nhỏ Tinh La. Anh là một cung tiễn thủ, thế nhưng, anh cũng không sợ đánh cận chiến. Anh cũng đã chứng minh bằng hành động. Trong phút chốc bước vào cửa, công kích của Sở Trần đã giống như cuồng phong bão táp trùng kích qua, cung tiễn thủ tay không, lực lượng mạnh mẽ, gặp chiêu phá chiêu, không hề rơi vào thế hạ phong. Đánh cận chiến của hắn, cũng mạnh mẽ như nhau. Hai người đối oanh một kích, Sở Trần lui về phía sau hơn hai bước. Cường giả tông sư đình phong, thực lực cứng rắn còn ở trên trạm lôi đình. Khó trách trạm lôi đình ở trước mặt hắn ngay cả đường chạy trốn cũng không có, đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại, sức đấu chiến cận chiến của người này không hề dưới cung tiễn thuật của anh, đây là một võ giả hầu như không có bất kỳ khuyết điểm nào, hắn có thể ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Sở Trần cũng hiểu vì sao đảo cấm kỵ chỉ phái một người một mình đồ bộ, chặn giết đội ngũ chiến Long Đảo. Dưới tình huống cường giả khí tức cảnh giới võ giả lục địa đều bị vây khốn trên đảo cấm kỵ, thực lực của người này, vô địch lục địa. Nếu mà không phải mấy ngày nay thực lực của Sở Trần cũng đột nhiên táng mạnh, ở trong tay đối phương chỉ sợ đi không lại 10 chiêu. Sở Trần không có lựa chọn cứng đối cứng, cảm nhận được sức đánh cận chiến của đối phương, Sở Trần lựa chọn phương thức chiến đấu, nghênh phong liễu bộ thân pháp của anh ở loại không gian chật hẹp này có thể phát huy đầy đủ, mặc dù nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trong chốc lát, vị cung tiễn thủ cường giả đến từ đảo cấm kỵ này không làm gì được anh. Nhưng, cứ như vậy lâu dài, Sở Trần nhất định sẽ chịu thiệt. Sở Trần trong lòng cũng biết điểm này, anh muốn tìm cơ hội lao ra, nhưng đối phương cản bản không cho anh cơ hội. Tiền bối vừa rồi nói, muốn nói chuyện gì? Sở Trần mở miệng, mọi việc dễ thương lượng. Ánh mắt cung tiễn thủ lạnh nhạt nhìn Sở Trần, cười lạnh. Hiện tại hối hận, đã không còn kịp nữa rồi. Hắn đã hạ quyết tâm dạy cho gã trẻ tuổi trước mắt này một bài học máu. Võ giả lục địa,
không biết xa xôi có trời. Công kích của cung tiễn thủ càng thêm sắc bén. Sở Trần thấy đối phương không để ý tới, bỗng nhiên, trong tay xuất ra mấy tấm bùa, không biết tiền bối có nghe nói qua bùa trấn hồn hay không. Vừa dứt lời, Sở Trần khí thế như cầu vồng, tung người nhảy lên, bùa trong tay như chớp trấn hồn. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng, sắc mặt cung tiễn thủ hơi biến đổi, phản xạ có điều kiện lựa chọn lui về phía sau vài mét. Thanh Phong Quan đánh một trận, khi Thiên Bảo đạo sĩ đánh bại Trạm Lôi Đình, anh cũng đang âm thầm quan sát. Cung tiễn thủ biết rõ chỗ đáng sợ của bùa trấn hồn. Không dám chậm trễ, nhưng mà, cung tiễn thủ rất nhanh phát hiện, đây căn bản chỉ là tiểu ngũ lôi phù bình thường, loại uy lực cấp bậc sấm sét này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là gãi ngứa mà thôi. Sở Trần chỉ là hù dọa hắn, nhân cơ hội chạy trốn. Chờ cung tiễn thủ phản ứng kịp thời điểm, Sở Trần đã lao ra khỏi tiểu viện. Chạy đi đâu, thân ảnh cung tiễn thủ hành động như sấm, khí thế hùng hồn, lao ra nhanh chóng. Đột nhiên phanh gấp, dừng lại. Sở Trần lại không chạy. Tầm mắt cung tiễn thủ lạnh lùng nheo lại, tiểu tử giảo hoạt này lại có chủ ý gì? Chẳng lẽ trong tay hắn thật sự có bùa trấn hồn thật sự? Cung tiễn thủ có chút không tin, loại bùa cấp bậc này, chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi cán bản không có khả năng khống chế được. Sao ngươi không chạy? Cung tiễn thủ ánh mắt lãnh duệ nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần nở nụ cười, từ giờ trở đi, người nên nghĩ cách chạy trốn hẳn là ngươi, ta nói đúng không? Liễu tỷ tỷ, cung tiễn thủ đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, trên tường vây tiểu viện, một thân ảnh áo hồng đang ngồi ở phía trên tường vây, lưng dựa lưng vào vách tường, chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt nghiêng tuyệt mỹ. Trong nháy mắt tiếp theo, cung tiễn thủ phản xạ có điều kiện phát động công kích. Cong cung, bắn tên, mũi tên xuất ra như sấm, bắn về phía người phụ nữ áo hồng. Mặc dù không biết thân phận của người phụ nữ áo hồng, nhưng khi cô xuất hiện trong phút chốc, cung tiễn thủ có loại cảm giác sợ hãi xuất phát từ nội tâm, hắn rất tin tưởng loại cảm giác này của mình, trước tiên xuất thủ. Khóe miệng cung tiễn thủ theo bản năng nhếch lên, khoảng cách gần như vậy, một mũi tên như vậy, người phụ nữ áo hồng rất nhanh sẽ chết. Dưới khí tức cảnh, không người nào có thể tránh thoát một mũi tên này. Cung thủ rất tự tin, nhưng sau một khắc trực tiếp trợn tròn mắt, phảng phất như gặp quỷ, cả người như bị điện giật, không nhúc nhích. Mũi tên của hắn, bị người phụ nữ áo đỏ bắt được bằng một tay. Hình ảnh dường như dừng lại ở đó. Cung tiễn thủ cả người lâm vào trong hỏa đá, một lúc lâu sau, đồng tử toát ra kinh hãi nồng đậm, khí tức cảnh. Trong võ giả lúc địa, lại còn có cường giả khí tức cảnh, còn là một vị nữ tử nhìn qua trẻ tuổi tuyệt mỹ như vậy. Cung tiễn thủ hạ ý thức xoay người bỏ chạy. Hắn là tông sư đỉnh phong, cách khí tức cảnh một bước xa, thế nhưng, giữa hai cảnh giới, là khác nhau một trời một vực. Một mũi tên có thể nhìn thấy, ngay cả Sở Trần cũng bất ngờ nhìn thoáng qua Liễu Như Nhạn. Đây là lần đầu tiên Liễu Như Nhạn ra tay sau khi đột phá đến khí tức cảnh, Sở Trần cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực của Liễu Như Nhạn so với thời điểm tông sư đỉnh phong, có chất lượng nhảy vọt. Vèo, Liễu Như Nhạn trở tay vung tên, mũi tên sắc bén hóa hồng, bắn về phía sau lưng cung tiễn thủ. Sắc mặt cung tiễn thủ đại biến, lảo đảo tránh né. Đến rồi, không cần vội đi. Sở Trần ở một bên mỏ, miệng, thần sắc thoải mái, vừa rồi lúc anh lao ra khỏi tiểu viện, thấy Liễu tỷ tỷ ngồi trên tường xem kịch, lúc này trong lòng đại định, quả nhiên, Liễu tỷ tỷ cũng không làm anh thất vọng, thậm chí có thể nói là cho Sở Trần một bất ngờ lớn. Sở Trần nhìn vài lần, ở góc tiểu viện mang một cái ghế gỗ tới, ngồi xuống. Liễu Như Nhạn sau khi bước vào khí tức cảnh lần đầu tiên ra tay, cô tựa hồ cũng đang quen với sức mạnh mới của mình. Mà cung tiễn thủ trước mắt đến từ đảo cấm kỵ hiển nhiên là người tốt nhất. Rầm rầm rầm, cung tiễn thủ lần lượt bị đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Ánh mắt của hắn lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, lần lượt muốn chạy trốn, nhưng bị người phụ nữ áo đỏ như bao cát đạp trở về. Hắn tự hào tiễn thuật, ở trước mặt người phụ nữ áo đỏ, không chịu nổi một kích. Giới võ giả lục địa, từ khi nào lại xuất hiện một kỳ người phụ nữ như vậy? Cung tiễn thủ không để ý. Lại một lần nữa bị đánh bay, lần này, hung háng ngã trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào trước người Sở Trần đi lên trước, một tay đè lại bả vai cung tiễn thủ, đồng thời, mấy cây kim bạc nhanh như chớp, đâm xuống trên người cung tiễn thủ, người bị bắt rồi. Khi phát hiện vị trí mình rơi xuống vừa vặn là chỗ Sở Trần ngồi, cung tiễn thủ từng có một tia vui mừng, cảm giác đây là CEO, hội thoát khỏi truy kích của cường giả khí tức cảnh, đó chính là bắt được Sở Trần, làm con tin. Nhưng mà,
Ý niệm này vừa mới ở trong đầu Cung Tiễn Thủ toát ra, Sở Trần lại từ trên ghế nhỏ nhảy tới, hơn nữa xuất thủ như gió, mấy cây kim bạc đâm vào trên người hắn, làm hắn đau đớn không muốn sống, kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Nếu như là hai người đối chiến mà nói, Cung Tiễn Thủ không có khả năng cho Sở Trần cơ hội như vậy. Nhưng Sở Trần hiện giờ rõ ràng sửa mái nhà dột, hơn nữa sửa mái nhà dột thành công. Con tin vốn định bắt giữ, hiện tại nói với hắn, người bị bắt, Cung Tiễn Thủ cảm giác đây là nhục nhã lớn lao. Sở Trần ngẩng đầu, khuôn mặt mỉm cười, Liễu tỷ tỷ, may mà tỷ đúng lúc chạy tới, bằng không hiện tại nằm trên mặt đất khả năng chính là ta. Liễu Như Nhạn đi tới, liếc mắt nhìn Cung Tiễn Thủ trên mặt đất một cái, ta nghĩ, người hiện tại hắn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đi. Quá nhiều, Sở Trần cũng nhìn Cung Tiễn Thủ, trong đầu hắn có quá nhiều nghi vấn, chỉ chờ Cung Tiễn Thủ giải đáp từng cái cho anh. Cung Tiễn Thủ ngẩng đầu, cứng rắn cười lạnh, ngươi đừng mơ tưởng ta trả lời ngươi bất kỳ vấn đề gì. Sở Trần nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu sau, bỗng nhiên hỏi, ăn cơm rồi chứ? Cung Tiễn Thủ sửng sốt một chút, thốt ra, vẫn chưa. Liễu Như Nhạn, Cung Tiễn Thủ cũng phản ứng lại, giận dữ nhìn Sở Trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.